Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 258. Tín công chúa gật đầu, sẽ có phản kháng. Nhưng thế thì sao? Rất đơn giản, không phục thì đánh đơn thôi. Lý Bán Chi im lặng. Tín công chúa khẽ cười, thư viện quan huyên quá nhân từ. Mà nhân từ hiện tại không phải chuyện tốt. Nói rồi nàng ấy nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, thư viện phát triển tới bây giờ. Nếu không thống nhất toàn bộ vũ trụ thì sẽ không tốt cho toàn bộ vũ trụ và bản thân thư viện. Hơn nữa, cứ thế này thì một ngày nào đó trong tương lai chưa chắc thư viện đã thống nhất được toàn vũ trụ. Đừng để cho bất kỳ gia tộc và thế lực nào có suy nghĩ không thiết thực, họ phải thần phục, toàn bộ sinh linh của vũ trụ đều phải nghe mệnh lệnh, trình tự, quy tắc, mọi thứ của vũ trụ quan huyên. Nói một cách dễ hiểu, lệnh của kiếm chủ nhân gian là toàn bộ vũ trụ đều phải nghe theo. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nói, được. Nghe vậy, Lý Bán Chi ở bên cạnh cũng hiện lên vẻ phức tạp. Thực ra nàng ta đã đoán được có ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ nó tới nhanh đến vậy thôi. Diệp Huyên chợt bảo, tư tưởng thống nhất thư viện quan huyên để Bán Chi làm. Nói rồi hắn nhìn Lý Bán Chi, có khó khăn gì không? Lý Bán Chi lắc đầu, không. Diệp Huyên gật đầu, bước thứ hai. Chinh phục toàn bộ thời không chi chủ, bước này để ta làm. Còn chinh phục toàn bộ thế lực vũ trụ đã biết. Nói tới đây hắn nhìn Tín công chúa, cô làm. Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, được, nhưng ta cần binh quyền. Diệp Huyên gọi, ám quân. Ám quân xuất hiện, cúi đầu hành lễ trước Diệp Huyên, Diệp thiếu. Diệp Huyên nhìn Tín công chúa trước mặt, bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy nghe theo chỉ huy của nàng ấy. Ám quân không nói lời thừa thãi, cúi đầu thật sâu, rõ. Diệp Huyên lại gọi, quan huyên vệ. Dứt lời, một người áo đen xuất hiện, tựa như ma quỷ. Diệp Huyên nói, từ giờ trở đi quan huyên vệ cũng sẽ nghe theo Tín công chúa. Người áo đen cúi đầu thật sâu, tuân lệnh. Tín công chúa nhìn người áo đen, quan huyên vệ có bao nhiêu người? Diệp Huyên đáp, 1000. Tín công chúa lắc đầu, không đủ. Nói tới đây nàng ấy dừng một chút mới nói tiếp, phải mở rộng. Người đưa tiền cho ta, và cả các loại tài nguyên nữa, ta sẽ mở rộng. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi đáp, được. Tín công chúa lại nói, lúc trước khi ở thời không linh độ, người có được ngọn đồi dưới thiên kiếp, ta muốn dùng ngọn đồi ấy để chế tạo một loạt áo giáp và vũ khí. Diệp Huyên gật đầu, được. Tín công chúa cười khẽ, ta có thể nắm quyền quản lý tiên bảo các không? Diệp Huyên lắc đầu, điều này thì không được, tiên bảo các là của tiểu quan, nếu nàng ấy đã chỉ định để Ứng Thanh quản lý thì giao cho Ứng Thanh đi. Nhưng ta có thể bảo tiên bảo các phối hợp với cô. Tín công chúa gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn Tín công chúa, cô biết vũ trụ lớn nhường nào không? Tín công chúa lắc đầu, không biết, nhưng người yên tâm, từ giờ trở đi ta sẽ đại diện cho thư viện quan huyên chinh phục vũ trụ. Cho đến khi toàn bộ vũ trụ đã biết đều quy phục dưới chân vũ trụ quan huyên thì thôi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, bắt đầu từ bây giờ, ta phong cho cô làm đại nguyên soái của quan huyên, chỉ nghe lệnh của ta. Tín công chúa khẽ mỉm cười, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong nàng ấy quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyên nhìn Tín công chúa đi xa, im lặng không nói. Lý Bán Chi đột nhiên cất lời, mục đích của nàng ta là gì? Nói cách khác, nàng ta làm vậy với yêu cầu gì? Diệp Huyên khẽ nói, có hai mục đích, thứ nhất là tới thế giới hư chân. Thứ hai, ta cũng không biết. Lý Bán Chi quay đầu nhìn Diệp Huyên, hắn cười nhẹ, dù mục đích gì khác của nàng ấy là gì, chỉ cần nàng ấy thành công thì ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của nàng ấy. Lý Bán Chi gật đầu, nàng ta biết người nắm thực quyền của thư viện quan huyên thực tế đã xuất hiện. Quân quyền. Tín công chúa nắm quân quyền của thư viện quan huyên trong tay, có thể nói, ngoài Diệp Huyên ra, nàng ấy chính là người đứng thứ hai của thư viện quan huyên. Diệp Huyên bỗng gọi, Bán Chi. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên nói, tư tưởng thống nhất cũng rất quan trọng, cô không có vấn đề gì chứ. Lý Bán Chi cười đáp, không thành vấn đề. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đang định rời đi thì Lý Bán Chi lại cất lời, thật sự không phải phá mọi gia tộc và thế lực à. Diệp Huyên dừng bước, im lặng một lúc lâu mới nói, để đời sau làm đi. Vẻ mặt Lý Bán Chi phức tạp, người có tình cảm với rất nhiều người chúng ta,
ngươi làm thì sẽ giảm thiểu được thương vong. Diệp Huyên cười, chính vì có tình cảm nên ta mới không làm được. Nói rồi hắn nhìn Lý Bán Chi, giống như Lý Tộc, các cô đều có bổn phận của mình, ta có lý do gì để cưỡng ép phá hủy các cô chứ? Lý Bán Chi im lặng, Diệp Huyên khẽ nói, ta giành lấy Giang Sơn, còn quản lý Giang Sơn thì để cho đời sau đi. Nói xong hắn biến mất, Lý Bán Chi ở lại tại chỗ im lặng thật lâu mới xoay người rời đi. Vũ trụ quan huyên. Thiện viện. Trong viện, một cô gái đang nằm vắt chân trên ghế gỗ, tay trái cầm một quyển sách cổ, tay phải cầm một miếng dưa hấu ăn một cách ngon lành. Người này chính là Tiểu Tịnh. Bây giờ thư viện quan huyên gọi nàng ta là Đại Bá Vương. Lúc này Cổ Nhiễm bỗng xuất hiện trong viện, thấy Tiểu Tịnh, nàng ta lườm Tiểu Tịnh, chú ý hình tượng của muội đi. Tiểu Tịnh cười nói, Lý cô nương bị gọi tới cổ vũ trụ có phải là ca ca lại có hành động gì không? Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, đi tới trước mặt Tiểu Tịnh rồi đưa một quyển sổ nhỏ trong tay cho nàng ta, muội xem đi. Tiểu Tịnh đặt dưa hấu xuống, nhận lấy quyển sổ xem một lúc rồi khẽ nói, ca ca đang định thống nhất thư viện đây mà. Cổ Nhiễm gật đầu, đúng thế. Tiểu Tịnh đột nhiên ngồi dậy, tín công chúa. Cổ Nhiễm nhìn Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh nói tiếp, trong sổ còn nói Tín công chúa đã được phong làm đại nguyên soái. Cổ Nhiễm gật đầu, ta biết. Tiểu Tịnh trầm giọng bảo, điều này đồng nghĩa với việc nắm trong tay quân quyền của thư viện. Cổ Nhiễm lại cười, không liên quan đến chúng ta lắm. Tiểu Tịnh lắc đầu, ai bảo thế? Cổ Nhiễm lại nhìn Tiểu Tịnh khẽ thở dài, Cổ Nhiễm tỷ của ta, lòng tỷ thực sự quá rộng lượng. Ta nói tỷ nghe. Bây giờ tỷ có được chỗ đứng trong thư viện hoàn toàn là vì ca ca, đúng không? Cổ Nhiễm gật đầu, đúng. Tiểu Tịnh nhìn Cổ Nhiễm, nếu một ngày nào đó ca ca không còn nữa thì sao? Cổ Nhiễm khẽ cau mày. Tiểu Tịnh nằm xuống, khẽ lắc đầu, nhìn xem, sau này chắc chắn thư viện quan huyên sẽ có sự thay đổi lớn. Cổ Nhiễm trầm giọng, ý muội là sao? Tiểu Tịnh bình tĩnh nói, có ca ca ở đây. Chắc chắn huynh ấy sẽ trấn áp mọi thứ, nội các và cửu viện cùng lục bộ phía dưới đều rất hài hòa. Nhưng nếu huynh ấy không còn nữa, chắc chắn nội các, cửu viện và lục bộ sẽ lục đục cạnh tranh. Lúc đó tỷ biết trong thư viện này ai là người có tiếng nói lớn nhất không? Cổ Nhiễm nói, nội các. Tiểu Tịnh lắc đầu, không phải, là người nắm quân quyền có tiếng nói lớn nhất. Cổ Nhiễm nhíu mày, Tín công chúa. Tiểu Tịnh gật đầu, ca ca cho nàng ta quân quyền cũng có nghĩa là ám viện, võ viện và quan huyên vệ của thư viện quan huyên đều sẽ nghe lời nàng ta, mà nàng ta chinh chiến vũ trụ không thể không chiêu mộ quân binh, hơn nữa Tín công chúa còn là người nắm thực quyền của đế quốc rộng lớn, cũng có nghĩa là nàng ta phải đào tạo một nhóm tâm phúc, vậy nên tương lai sẽ có thêm một quân đội lớn mạnh, quân đội này vì chinh chiến quanh năm nên thực lực chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Nói đến đây, nàng ta cắn một miếng dưa hấu rồi nói tiếp. Ca ca ở đây đương nhiên quân đội sẽ nghe theo ca ca, nhưng nếu ca ca không còn thì tỷ nghĩ quân đội này sẽ nghe ai? Cổ Nhiễm khẽ nói, sao viện trưởng lại không ở đây nữa? Tiểu Tịnh nói, Thanh Khâu tỷ tỷ và Đinh Tần cô nương đi đâu rồi? Cổ Nhiễm đáp, thế giới hư chân. Tiểu Tịnh gật đầu, sau khi họ đi thì không còn tin tức gì nữa, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế giới hư chân là một thế giới đặc biệt. Cho dù mạnh như họ cũng chẳng thể liên lạc được với nơi này. Nói đơn giản là sau này chắc chắn ca ca cũng sẽ đến nơi đó, mà lúc đó thư viện quan huyên sẽ như rắn mất đầu. Hiện tại ngoài ca ca, không ai có thể ngăn cản được những bọn đầu trâu mặt ngựa phía dưới này. Nói tới đây nàng ta khựng lại chút rồi lại nói, thật ra ta cảm thấy ta có thể thử, ta muốn làm viện trưởng thư viện, he he. Mặt Cổ Nhiễm đầy vạch đen. Muội làm viện trưởng thư viện thì chẳng phải sẽ chấm hết sao? Tiểu Tịnh nói tiếp, Cổ Nhiễm tỷ, tỷ phải tính toán suy tính cho mình, có ca ca thì địa vị của tỷ rất đặc biệt, nhưng nếu ca ca không ở đây thì địa vị của tỷ sẽ không còn đặc biệt nữa. Ta đề nghị bắt đầu từ bây giờ hãy kéo bè kết phái, tỷ là người của nội các, dưới nội các là lục bộ, người của lục bộ cực kỳ quan trọng, bởi lục bộ có quyền cổ phiếu, vậy nên chúng ta có thể đào tạo một nhóm người có tiềm năng. Sau đó nghĩ cách để họ vào lục bộ, cuối cùng nghĩ cách để họ vào chủ nội các. Còn nữa, cũng phải lôi kéo cả viện thủ của cửu viện nữa, viện thủ cửu viện ở ngoài nội các, đây là cái bẫy với ca ca, đương nhiên là có lợi với chúng ta, bởi tiện cho chúng ta kéo bè kết phái.
Nói đến đây nàng ta ngồi dậy nói tiếp, còn nữa, nhất định phải có binh quyền. Vậy nên chúng ta có thể dùng việc từ thiện để đào tạo một đội chuyên hộ vệ, làm nhóm hộ vệ này trở nên lớn mạnh. Nếu viện trưởng đời tiếp theo đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta tiếp tục nghe lệnh, nếu đối xử không tốt với chúng ta thì chúng ta phát động binh biến để bảo vệ mình, ta cũng đã nghĩ xong cớ cho tỷ rồi. Nói là dẹp phản loạn hoặc là thay trời hành đạo, nếu phát động binh biến thì đầu tiên phải chú ý tới ca ca, phải đảm bảo ca ca sẽ không quay lại thì chúng ta mới có thể phát động binh biến, nếu không sẽ có nguy hiểm nhất định. Còn nữa, Cổ Nhiễm bỗng tiến lên trước mặt Tiểu Tịnh, lườm nàng ta, ngày nào muội cũng suy nghĩ mấy cái linh tinh này à? Tạo phản, muội không sợ Thanh Khâu cô nương đánh chết muội à? Tiểu Tịnh suy nghĩ rồi đáp, nếu không được thì làm quan to lạm quyền. Làm nhiếp chính vương, hạ bệ viện trưởng, Cổ Nhiễm làm nhiếp chính vương, ta thấy được đấy. Cổ Nhiễm. Đương nhiên Cổ Nhiễm không nghe Tiểu Tịnh nói lung tung, nàng lườm nàng ta rồi quay người bỏ đi. Tiểu Tịnh ngồi trên ghế, khẽ lắc đầu, Cổ Nhiễm tỷ chẳng có ước mơ gì cả. Nói xong nàng ta nhìn quyển sổ nhỏ trong tay, một lúc sau khẽ nói, ca ca định đến thế giới hư chân à. Sau khi toàn bộ vũ trụ không còn đối thủ là Thư viện Quan Huyên thì chắc chắn Diệp Huyên sẽ rời khỏi vũ trụ này. Tiểu Tịnh từ từ nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên đi tới siêu thời không, gặp siêu thời không chi chủ. Thấy Diệp Huyên, đương nhiên siêu thời không chi chủ cũng vô cùng cung kính. Diệp Huyên cười, tiền bối, hôm nay ta tới đây chỉ có một mục đích, đó là hy vọng tiền bối gia nhập vào Thư viện Quan Huyên của ta. Đương nhiên siêu thời không vẫn do tiền bối quản lý. Siêu thời không chi chủ hơi do dự. Diệp Huyên nhìn ông ta, không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, siêu thời không chi chủ gật đầu, ta đồng ý gia nhập Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiền bối là người của đạo môn, mà bây giờ đạo môn do ta quản, ta cũng đã quyết định sáp nhập đạo môn và thư viện. Sau này cứ là người của đạo môn thì đều phải nghe theo mệnh lệnh của thư viện. Siêu thời không chi chủ vội nói, thuộc hạ tuân lệnh. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn Diệp Huyên rời đi, vẻ mặt siêu thời không chi chủ hiện lên sự phức tạp. Đương nhiên ông ta không dám phản kháng, vì không nói đâu xa, bây giờ Diệp Huyên đã có thể dễ dàng giết chết ông ta được rồi. Khi Diệp Huyên chuẩn bị tới ám giới thì Tiểu Bút bỗng lên tiếng, cậu làm vậy tốn thời gian quá. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là sao? Tiểu Bút nói, bây giờ đã biết vô số thời không, cậu đi thu phục từng nơi rất lãng phí thời gian. Ta đề nghị cậu hãy thu phục thời không lợi hại nhất, sau đó bảo thời không lợi hại nhất đó thu phục những thời không khác. Từ dưới đi lên, chắc chắn không dễ bằng từ trên đi xuống. Diệp Huyên trầm giọng, thời không linh độ. Tiểu Bút bảo, đúng, cậu có thể thu phục linh độ thời không chi chủ, chỉ cần ông ta thần phục thì cậu có thể giao toàn bộ thời không cho ông ta quản lý. Như vậy cậu sẽ đỡ phiền toái. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi hỏi, ông ta có thần phục không? Tiểu Bút trả lời, không. Diệp Huyên sững người. Tiểu Bút nói tiếp, vậy nên bây giờ cậu phải nâng cao thực lực của mình trước, sau đó khiến thời không linh độ thần phục, tin ta đi. Chỉ cần thời không linh độ thần phục thì những thời không chi chủ còn lại thấy ông ta là sẽ thần phục, họ sẽ không nổi lên ý phản kháng. Bởi linh độ thời không chi chủ được coi là người lợi hại nhất trong toàn bộ thời không rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu ý của huynh. Tiểu Bút nói, có phải cậu muốn nhanh chóng nâng cao thực lực không? Diệp Huyên cười bảo, đương nhiên. Tiểu Bút bảo, đến thời không linh độ thật sự rồi tìm cây Thái Sơ. Diệp Huyên cười, nếu bây giờ ta gặp phải thần tộc Thái Sơ thì sẽ thế nào? Tiểu Bút im lặng một hồi thì nói, sẽ bị đánh chết. Diệp Huyên cười, vậy nên ta vẫn nên tìm thiên kiếp tu luyện thêm thì hơn. Nói rồi hắn hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Thời không linh độ. Diệp Huyên lại đến thời không linh độ, tìm tới Đại Sơn. Bây giờ Đại Sơn cũng vô cùng tôn kính Diệp Huyên. Phải có quan hệ tốt với ông lớn này. Cảm giác bật hách thật sự quá tuyệt. Bây giờ ngày nào hắn cũng được thiên kiếp giúp, thực lực mỗi ngày một mạnh, hắn tin không lâu nữa hắn sẽ có thể hoàn toàn thích ứng được với uy lực của thiên kiếp, sau đó rời khỏi nơi này và tới thời không linh độ thật sự. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, tiền bối,
vũ trụ trước đây của tiền bối là vũ trụ nào? Đại Sơn mỉm cười, vũ trụ huyền kỳ. Diệp Huyên nói, vũ trụ của các ông cho đến nay chỉ có một mình ông tới đây thôi à? Đại Sơn gật đầu, từ khi vũ trụ sinh ra đến nay chỉ có một mình ta tới đây. Diệp Huyên hỏi làm sao để tới đó? Đại Sơn nhìn Diệp Huyên, cậu muốn đến đó à? Diệp Huyên gật đầu. Đại Sơn trầm giọng bảo, nếu cậu muốn tới đó thì phải thông qua hố đen tuế nguyệt trong thời không tuế nguyệt, chỉ có như vậy mới có thể tới được vũ trụ huyền kỳ. Nói đến đây ông ta dừng lại một chút rồi hỏi, cậu đến vũ trụ của ta làm gì? Diệp Huyên cười đáp, mở thư viện. Hắn quyết định mở thư viện ở nhiều vũ trụ song song khác nhau. Chết tiệt! Thống nhất tất cả các vũ trụ. Đại Sơn chớp mắt, Diệp công tử tu luyện tín ngưỡng chi lực à? Diệp Huyên cười, coi như là vậy. Đại Sơn im lặng một lúc rồi nói, năm xưa khi ta đi, ở đó có thành lập một tông môn tên là Hám Thiên Tông, cậu tới đó có thể trực tiếp tìm tông chủ của Hám Thiên Tông bảo ông ấy phối hợp với cậu. Diệp Huyên hỏi, nói tên ông ra à? Đại Sơn gật đầu, nói tên ta ra, ông ấy không dám không nghe. Diệp Huyên hỏi, có tín vật gì không? Đại Sơn hơi giật mình, sau đó lấy một tấm mộc bài ra đưa cho Diệp Huyên, đây là mộc bài ta đeo bên người năm xưa, cậu tới đó đưa cho tông chủ Hám Thiên Tông, ông ấy sẽ tự hiểu thôi. Diệp Huyên cười, được. Nói xong hắn quay người rời đi. Nhưng lúc này hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn sang phải, ở nơi cách đó không xa có một cô bé váy trắng đang nhìn hắn. Diệp Huyên cười, sau đó quay người rời đi. Hắn phải tự giải quyết kẻ thù này. Hôm nay không thể đánh bại thì ngày mai tới. Tóm lại sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ đánh chết đối phương. Đại Sơn nhìn cô bé váy trắng đó với vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục tìm tiên kiếp để tu luyện. Cô bé váy trắng nhìn Đại Sơn, khẽ nhíu mày. Thực lực của Đại Sơn trở nên mạnh hơn theo từng ngày. Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên sau lưng cô bé váy trắng, lúc trước bảo muội trả tiền cho hắn thì muội không nghe, muội có biết hậu quả của việc này là gì không? Nàng ta quay đầu lại nhìn, người nói chính là Hắc Nữ. Hắc Nữ nhìn cô bé váy trắng, tùy hứng là sẽ phải trả giá đấy. Cô bé váy trắng mặt không cảm xúc, trong vòng chục triệu năm nữa, hắn sẽ chẳng đánh thắng được ta đâu. Hắc Nữ lắc đầu, muội nghĩ hắn giống người tu luyện bình thường à? Cô bé váy trắng hơi nhíu mày. Hắc Nữ nhìn chằm chằm vào nàng ta, trả tiền cho hắn đi. Cô bé váy trắng bình tĩnh nói, không. Hắc Nữ nhìn nàng ta, không nói gì. Cô bé váy trắng châm chọc, một đám nhát gan. Nói xong nàng xoay người bỏ đi. Hắc Nữ khẽ lắc đầu. Nhát gan. Những người có thể tới đây, có ai không trả qua vô số lần sinh tử? Mà không có ai trong số những người ở đây muốn động đậy vị Kháo Sơn Vương này. Tại sao? Bởi vì hắn thật sự có người chống lưng. Ngay cả nàng ta cũng không muốn động đến Diệp Huyên, tuy không ưa nhưng không ưa không có nghĩa là nên đi gây sự với hắn. Hắc Nữ lắc đầu, quay người rời đi. Nếu không khuyên được thì thôi tùy nàng ta vậy. Diệp Huyên tới thời không tuế nguyệt, theo chỉ dẫn của Đại Sơn, hắn tới hố đen tuế nguyệt của vũ trụ huyền kỳ. Diệp Huyên nhìn hố đen tuế nguyệt ấy, chẳng mấy chốc nét mặt hắn trở nên nghiêm nghị. Hắn phát hiện nó không hề đơn giản. Hố đen tuế nguyệt này rất nguy hiểm. Một lát sau, Diệp Huyên hóa thành kiếm quang tiến vào trong hố đen. Vừa vào trong, Diệp Huyên đã cảm giác toàn thân như bị dao cứa, đau đớn vô cùng. Hắn nhíu mày, bây giờ cơ thể hắn đã vô cùng đáng sợ, nhưng dù vậy thì lực lượng thời không trong đây vẫn có thể đả thương được hắn. Nếu cơ thể không được cường hóa mà đã tới đây thì chắc chắn sẽ thành một đống bùn thịt. Lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Diệp Huyên hơi cau mày. Tiểu Bút chợt lên tiếng, đây là lịch sử của Đại Lục Huyền Kỳ. Lịch sử đã từng xảy ra. Nếu bây giờ cậu đi ra từ đây thì đồng nghĩa với việc đã xuyên không? Diệp Huyên khẽ nói, đây là chuyện đã xảy ra rồi, đúng không? Tiểu Bút đáp, đúng. Diệp Huyên lại hỏi, vũ trụ chúng ta đang ở đây, người ngoài cũng có thể nhìn thấy lịch sử của chúng ta thông qua cách này à? Tiểu Bút trả lời, đúng. Diệp Huyên nói, vậy tương lai của chúng ta thì sao?
Tiểu Bút im lặng một lúc rồi nói, tương lai vẫn chưa xảy ra, vì thế tuế nguyệt tương lai vẫn chưa hình thành. Nhưng đại năng vô thượng có thể nhìn thấy được tương lai của vũ trụ này, trừ khi vũ trụ này có sự tồn tại đặc biệt cực kỳ mạnh mẽ chặn mất thiên cơ thì đối phương mới không thể nhìn thấy tương lai của vũ trụ này. Diệp Huyên chau mày, chặn thiên cơ. Tiểu Bút nói, đúng thế. Diệp Huyên hơi tò mò, sự tồn tại đặc biệt thế nào? Tiểu Bút đáp, như cậu đấy. Diệp Huyên sững sờ. Tiểu Bút nói tiếp, cậu có thể chặn thiên cơ của vũ trụ, ngoài các cường giả cấp bậc như chủ nhân và các muội muội của cậu, người ngoài không thể thấy được tương lai của vũ trụ này. Diệp Huyên chớp mắt, ta lợi hại vậy sao? Tiểu Bút im lặng một lát rồi bảo, không phải cậu lợi hại, là muội muội của cậu lợi hại, vì nàng ấy nên không ai có thể nhìn thấy được tương lai của cậu, bao gồm của vũ trụ mà cậu đang ở này. Mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm. Tiểu Bút chần chừ vài giây rồi nói thêm, đương nhiên cậu cũng rất lợi hại. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, lợi hại chỗ nào? Tiểu Bút đáp, chỗ dựa lợi hại. Diệp Huyên gật đầu, nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa. Tiểu Bút. Diệp Huyên không ở lại hố đen tuế nguyệt lâu mà đi thẳng tới cuối tuế nguyệt vũ trụ huyền kỳ hiện tại, chẳng mấy chốc hắn đã đi qua hố đen tuế nguyệt, tới một tinh không. Diệp Huyên nhìn chung quanh, tinh không nơi đây yên lặng như tờ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vũ trụ huyền kỳ. Đúng lúc này, một hơi thở cường đại bất chợt xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Diệp Huyên phất tay áo. Thời không vỡ vụn, sau đó một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, kinh hãi nói, ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn ông lão, ông là thiên đạo. Ông lão gật đầu, phải. Diệp Huyên xòe tay ra, đạo ấn xuất hiện trước chân mày hắn. Nhìn thấy đạo ấn, ông lão ngẩn ra, ngươi. Diệp Huyên hỏi, hiện giờ Hám Thiên Tông có còn tồn tại không? Ông lão gật đầu, còn. Diệp Huyên nói, ông biết Đại Sơn không? Ông lão hơi sửng sốt sau đó hỏi lại, nhân vật truyền kỳ Đại Sơn sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ông lão trầm giọng tiếp lời, đương nhiên là biết rồi. Ông ấy là nhân vật truyền kỳ mà. Là người đứng đầu vũ trụ huyền kỳ từ trước đến nay, ông ấy là vô địch. Diệp Huyên khẽ gật đầu, bây giờ ông ấy đang đi theo ta. Ông lão sửng sốt rồi vô thức nói, người đang bốc phét đấy à? Nói xong ông ta lập tức hối hận. Ông lão nhìn Diệp Huyên với ánh mắt đầy sợ hãi, dè chừng. Diệp Huyên nói, đưa ta đến Hám Thiên Tông. Ông lão chần chừ một lúc rồi hỏi lại, công tử chắc chắn chứ? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão khẽ gật đầu rồi bảo, đi theo ta. Nói xong ông ta quay người đi. Diệp Huyên nhìn ông lão rồi cũng biến mất tại chỗ. Một lúc sau, Diệp Huyên được ông lão đưa tới Hám Thiên Tông. Hám Thiên Tông lúc này vẫn là tông môn số một lục địa huyền kỳ này. Tông môn được xây dựng trên đỉnh núi cao vạn trượng, trên núi mây mù bao phủ, tựa như tiên cảnh. Trong mây mù, ông lão nhìn xuống Hám Thiên Tông phía dưới, đây chính là Hám Thiên Tông. Diệp Huyên hỏi, bây giờ đạo môn ở nơi này thế nào? Ông lão lưỡng lự vài giây, đã không còn nữa rồi. Diệp Huyên khẽ cau mày, không còn nữa. Ông lão gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nhìn ông ta, chức thiên đạo của ông là do chủ nhân Bút Đại Đạo phong cho à? Ông lão khẽ gật đầu, đúng thế, nhưng đã lâu lắm rồi ta không được gặp chủ nhân. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi đưa ra quyết định, sau này đi theo ta đi. Ông lão nhìn hắn khẽ hỏi, ta có thể từ chối không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Ông lão vội nói, vậy ta đi nhé. Diệp Huyên cười, có phải Hám Thiên Tông này rất mạnh không? Ông lão gật đầu, mạnh lắm, nhất là tông chủ Hùng Yến Yến của Hám Thiên Tông hiện tại, đây là người yêu nghiệt nhất vũ trụ huyền kỳ sau khi Đại Sơn đi. Bây giờ nàng ta cũng là cường giả mạnh nhất đại lục huyền kỳ này. Diệp Huyên cau mày, Hùng Yến Yến, nữ nhân. Ông lão khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên ta thấy nữ nhân tu luyện thể tu đấy. Ông lão bỗng cất lời, ta có thể đi được chưa? Diệp Huyên gật đầu, đi đi. Hắn vốn định đưa ông ta rời khỏi đây, nhưng ông ta không có ý này thì đương nhiên hắn cũng không ép buộc.
Nghe thấy câu này của Diệp Huyên, ông lão mau chóng xoay người rồi biến mất. Diệp Huyên tới thẳng Hám Thiên Tông, vừa tới nơi đã có một hơi thở cường đại khóa chặt lấy hắn. Diệp Huyên nhìn về phương xa, lúc này thời không nơi đó bỗng tách ra, một người phụ nữ mặc áo bào đen chậm chậm bước tới. Người phụ nữ mặc trường bào bó sát, tóc dài tới vai, hai tay chắp sau lưng, trông nàng ta cực kỳ oai phong. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, không ngờ đại lục huyền kỳ còn có cường giả tuyệt đỉnh như các hạ đấy. Cường giả tuyệt đỉnh. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng hắn cũng trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, người cười gì? Diệp Huyên nghiêm mặt hỏi, cô nương chính là Hùng Yến Yến. Người phụ nữ gật đầu. Diệp Huyên xòe tay, Mộc Bài Đại Sơn đưa cho hắn từ từ bay tới trước mặt người phụ nữ. Khi nhìn thấy Mộc Bài đó, con người của Hùng Yến Yến chợt co lại, Mộc Bài của tổ tiên. Người là nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, người là ai? Diệp Huyên cười, ta là bạn của tổ tiên các cô. Hùng Yến Yến nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên bảo, ta nói thật đấy. Hùng Yến Yến im lặng hồi lâu mới hỏi, ông ấy đang ở đâu? Diệp Huyên đáp, thời không linh độ. Hùng Yến Yến nheo mắt, thời không linh độ. Diệp Huyên gật đầu. Hùng Yến Yến nhẹ giọng hỏi, không phải thời không hư chân à? Diệp Huyên lắc đầu. Với thực lực hiện tại của ông ấy vẫn chưa đủ để tới thời không hư chân. Hùng Yến Yến nhìn Diệp Huyên, người tới đây có việc. Diệp Huyên gật đầu, bắt đầu từ bây giờ các cô đi theo ta đi. Hùng Yến Yến chỉ nhìn hắn chứ không nói gì. Diệp Huyên hỏi, có vấn đề gì không? Hùng Yến Yến gật đầu, rất nhiều. Diệp Huyên cười, nói ra đi. Hùng Yến Yến nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người rất thẳng thắn. Nhưng hãy cho ta một lý do để đi theo ngươi đi. Diệp Huyên chậm rãi đi tới chỗ Hùng Yến Yến, bây giờ cô có thể tới thời không linh độ được không? Hùng Yến Yến lắc đầu, không. Diệp Huyên nói, ta có thể đưa cô đi. Hùng Yến Yến cười nhẹ, người khác đưa đi và mình tự đi là hai chuyện khác nhau. Vậy nên, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên nhìn Hùng Yến Yến thật sâu, cô muốn dựa vào thực lực của mình để tới đó. Hùng Yến Yến gật đầu. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, cô chắc chứ? Hùng Yến Yến nhìn Diệp Huyên, người đến từ thời không linh độ. Diệp Huyên lắc đầu, đến từ một vũ trụ khác. Ta tới đây vì muốn mở thư viện ở đây, nói một cách đơn giản là ta muốn thay đổi trật tự ở đây và thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Hùng Yến Yến nói, nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ làm gì? Diệp Huyên cười bảo, không bao lâu nữa quân đội của ta sẽ tới đây. Đến lúc đó cô sẽ phải nói chuyện với người khác. Hùng Yến Yến nhìn Diệp Huyên bảo, đánh bại ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Dứt lời, hai người cùng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở một vùng hư không. Hùng Yến Yến cất lời, ta xuất chiêu đây. Nói xong nàng ta nắm chặt tay phải. Bùm! Hư không nơi đây vỡ tan. Ngay sau đó, Hùng Yến Yến tung ra một quyền. Một quyền mang quét tới mang theo sức mạnh cường đại hủy diệt toàn bộ thời không nơi đây. Ở phía xa, Diệp Huyên chợt cảm nhận được cảm giác một ngạt khó thở. Diệp Huyên rút kiếm. Vụt. Một vùng kiếm quang chợt nổ tung trước mặt hắn. Đoàng. Sau tiếng động lớn vang vọng, quyền mang và kiếm quang cùng vỡ tan. Hùng Yến Yến đang định ra tay lần nữa thì lúc này con ngươi của nàng ta co lại. Bởi vì thời không vô tận lúc này đang gấp lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, Diệp Huyên ở phía xa rút kiếm ra. Vút! Kiếm quang phá không bay tới. Vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt Hùng Yến Yến, nàng ta đột nhiên lao về phía trước rồi vung quyền. Một quyền với tất cả sức mạnh. Sau tiếng nổ vang vọng, Hùng Yến Yến bay ngược ra cả mấy vạn trượng. Mà khi nàng ta dừng lại thì một thanh kiếm phá không bay tới, chạm ngay chân mày của nàng ta. Hùng Yến Yến không hề sợ hãi. Hiện giờ thân thể của nàng ta là mạnh nhất. Nhưng giây tiếp theo, thanh kiếm đột nhiên xuyên qua da thịt của nàng ta, kiếm đâm vào nửa tấc, máu tươi tuôn ra. Hùng Yến Yến nhìn Diệp Huyên trước mặt với vẻ không thể tin được. Diệp Huyên nói, cô thua rồi. Nói xong hắn cất kiếm đi.
Hùng Yến Yến nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kiếm của ngươi rất đặc biệt. Diệp Huyên cười, ý cô là cô không thua ta mà là thua thanh kiếm này. Hùng Yến Yến im lặng. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Hùng Yến Yến đã nói tiếp, ta chấp nhận cược thua. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy bắt đầu từ bây giờ. Hùng Yến Yến hỏi, lúc trước ngươi nói đưa ta đến thời không linh độ có còn tính không? Diệp Huyên bảo, chẳng phải cô nói muốn dựa vào thực lực của mình sao? Hùng Yến Yến bình tĩnh nói, ta đổi ý rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Hùng Yến Yến nhìn Diệp Huyên, ta giúp ngươi xây dựng thư viện ở đây, ngươi đưa ta đến thời không linh độ. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, được, nhưng cô biết ta muốn thành lập thư viện thế nào không? Hùng Yến Yến lắc đầu, không biết. Diệp Huyên cười, không sao, chúng ta cứ thong thả. Nói rồi hắn đưa Hùng Yến Yến rời khỏi hư không, khi hai người xuất hiện lần nữa thì đã ở trong Hám Thiên Tông. Diệp Huyên quan sát chung quanh, cải tạo nơi này thành thư viện đi. Hùng Yến Yến gật đầu, được. Diệp Huyên hỏi, liệu có người phản đối không? Hùng Yến Yến lắc đầu, không đâu, bởi vì không ai đánh bại được ta cả. Diệp Huyên cười, được. Nói xong hắn xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi rơi xuống trước mặt Hùng Yến Yến, trong nhẫn là 100.000 mạt pháp tinh. Diệp Huyên nói, nó sẽ giúp ích cho cô. Hùng Yến Yến gật đầu, cảm ơn. Diệp Huyên đứng trên đỉnh núi, nhìn tận cùng nơi xa, vũ trụ này có bao nhiêu sinh linh. Hùng Yến Yến trầm giọng đáp, ít nhất là 10 tỷ. 10 tỷ. Diệp Huyên nheo mắt, nếu thành lập trật tự mới ở đây, hắn sẽ nhận được 10 tỷ tín ngưỡng chi lực. Mà vẫn còn vô số vũ trụ song song như thế này. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt. Tín ngưỡng chi lực vô tận. Lúc này Hùng Yến Yến chợt hỏi, tổ tiên sống ở thời không linh độ thế nào? Diệp Huyên cười trả lời, rất tốt. Hùng Yến Yến lại hỏi, ông ấy có thể quay về được không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Nàng ta hơi cau mày, tại sao? Diệp Huyên đáp, quy tắc. Hùng Yến Yến khó hiểu, quy tắc của ai? Diệp Huyên cười trả lời, quy tắc của chủ nhân bút đại đạo. Hùng Yến Yến lại hỏi, quy tắc của chủ nhân bút đại đạo mạnh lắm à? Diệp Huyên quay sang nhìn Hùng Yến Yến, vì sao cô lại cho rằng chủ nhân bút đại đạo rất yếu? Hùng Yến Yến bình tĩnh nói, ở đây cũng từng có đạo môn, nhưng thứ cho ta nói thẳng, nó thực sự quá yếu. Không chỉ vậy, dù là thiên đạo đại diện cho đạo môn cũng rất yếu. Diệp Huyên im lặng. Hùng Yến Yến nhìn Diệp Huyên, ta nói sai à? Diệp Huyên cười, đúng là đạo môn ở nơi này rất yếu, nhưng ở thời không linh độ, cô sẽ cảm nhận được sự lớn mạnh của chủ nhân bút đại đạo. Nói xong hắn lại nhìn nàng ta, tổ tiên của cô đã đủ mạnh rồi đúng không? Nhưng ông ấy đã bị nhốt ở thời không linh độ mấy chục triệu năm rồi. Hùng Yến Yến im lo nịch. Diệp Huyên xòe tay phải ra, kiếm thanh huyên xuất hiện, trong nháy mắt biến mất ở cuối tinh không. Hùng Yến Yến khó hiểu, đây là... Diệp Huyên đáp, đổi người khác tới. Hùng Yến Yến. Đúng lúc này, thời không trên trời bỗng tách ra, kiếm thanh huyên đáp xuống, xuất hiện cùng với kiếm thanh huyên còn có Thái Sơ Tịnh. Diệp Huyên nhìn Thái Sơ Tịnh, bây giờ nơi này do thư viện quản lý. Muội phối hợp với Hùng Yến Yến cô nương xây dựng thư viện nhé. Hùng Yến Yến không biết mô hình của thư viện, hắn phải tìm một người quen thuộc với mô hình của thư viện tới. Bây giờ Lý Bán Chi rất bận đương nhiên không tới được, vì vậy chỉ còn Thái Sơ Tịnh. Thái Sơ Tịnh gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn Hùng Yến Yến, cô phối hợp với muội ấy, sau khi trật tự của thư viện nơi đây ổn định, ta sẽ tới đưa cô đi. Hùng Yến Yến trả lời, được. Diệp Huyên quay lại nhìn Thái Sơ Tịnh, cười khẽ nói, cần gì thì cứ đến tìm ta. Thái Sơ Tịnh gật đầu, được. Diệp Huyên không nói gì nữa. Hóa thành kiếm quang rồi biến mất khỏi nơi đây. Hùng Yến Yến nhìn kiếm quang biến mất trên bầu trời rồi hỏi, Tịnh cô nương, ta phải phối hợp với cô thế nào? Thái Sơ Tịnh bình tĩnh trả lời, giết một nhóm người trước đã. Hùng Yến Yến. Diệp Huyên trở lại thời không tuế nguyệt, đang định tới thời không linh độ thì bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn hố đen tuế nguyệt bên phải. Đây sẽ là thế giới vũ trụ thế nào? Diệp Huyên nghĩ một lát rồi đi vào trong đó.
Trong đường hầm thời không chợt có một luồng hơi thở đáng sợ lan ra từ bốn phía, sau đó một tiếng giống giận vang lên, dám xâm phạm vũ trụ vô biên, không muốn sống nữa à? Vũ trụ vô biên, Diệp Huyên sững người, chẳng lẽ có liên quan đến vô biên chủ? Vũ trụ vô biên. Diệp Huyên không ngờ nơi đây lại là vũ trụ vô biên, lúc trước cũng có một vũ trụ vô biên, ở đó hắn đã gặp được vô biên chủ. Mà ở đây cũng có một vũ trụ vô biên. Chẳng lẽ là xào huyệt của vũ trụ vô biên? Bởi vì lúc trước hắn từng điều tra vô biên chủ, lai lịch của ông ta rất thần bí, tất cả quá khứ đều trống không. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó một luồng sức mạnh cường đại ập về phía hắn. Diệp Huyên khẽ cau mày, phất tay áo. Ầm. Sức mạnh kia vỡ tan, sau đó hư ảnh bị hất văng ra mấy nghìn trượng. Sau khi hư ảnh dừng lại thì kinh hãi hỏi, ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn hư ảnh, đây là vũ trụ vô biên. Hư ảnh vẫn nhìn hắn chằm chằm, ngươi là ai? Diệp Huyên vung tay phải, kiếm Thanh Huyên bay ra. Một luồng kiếm quang vụt qua. Bùm. Hư ảnh lại bị chém lùi mấy nghìn trượng, khi dừng lại thì một thanh kiếm đã lơ lửng trước chân mày của gã. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, ta hỏi, ngươi trả lời. Hư ảnh vội đáp, vâng, vâng. Diệp Huyên hỏi, đây là vũ trụ vô biên. Hư ảnh gật đầu, đúng. Diệp Huyên lại hỏi, ngươi biết vô biên chủ không? Vô biên chủ. Hư ảnh bỗng kinh ngạc hỏi, ngươi biết vô biên chủ? Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nói, không ngờ nơi này lại thật sự là xào huyệt của lão già vô biên. Vô biên chủ. Lúc này hư ảnh chợt nói, ngươi biết vô biên chủ? Diệp Huyên gật đầu. Hư ảnh do dự một lúc rồi hỏi, ngươi là đồ đệ của ông ta à? Diệp Huyên lạnh lùng nhìn hư ảnh, ta là đại ca của ông ta. Vẻ mặt hư ảnh cứng đờ. Diệp Huyên nhìn hư ảnh, còn ngươi là ai? Hư ảnh chần chừ rồi đáp, ta là người bảo vệ thời không tuế nguyệt vô biên này. Diệp Huyên hỏi, người của đạo môn? Hư ảnh gật đầu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, người đi đi, ta đi dạo một lát. Hư ảnh lưỡng lự nhưng rồi vẫn nói, người ngoài không được tự tiện xâm vào thời không tuế nguyệt, nghịch loạn thời không. Diệp Huyên nhìn hư ảnh, đạo ấn bỗng dưng xuất hiện. Nhìn thấy đạo ấn giữa chân mày Diệp Huyên, hư ảnh sửng sốt. Diệp Huyên hỏi, bây giờ đã được chưa? Hư ảnh run rẩy hỏi, ngươi trộm ở đâu đấy? Ánh mắt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lùng, trộm. Ngươi đùa gì đấy? Hư ảnh vội nói, không, chủ nhân đã biến mất mấy nghìn năm rồi. Diệp Huyên nói, vậy nên ngươi cho rằng ông ta đã chết rồi hả? Hư ảnh vội lắc đầu, không, ta không dám nghĩ thế. Diệp Huyên bình tĩnh nói, bây giờ ta muốn đi xem vũ trụ vô biên, có vấn đề gì không? Hư ảnh đáp, không có vấn đề gì. Diệp Huyên đi về nơi xa, dường như nghĩ tới gì đó, hắn quay lại nhìn hư ảnh, ngươi đi theo ta đi. Hư ảnh đáp ngay, được. Trong thời không tuế nguyệt, Diệp Huyên nhìn quanh rồi nhíu mày, vì sao không nhìn thấy quá trình tuế nguyệt ở vũ trụ này? Vẻ mặt hư ảnh rất nghi hoặc. Lúc này tiểu bút lên tiếng, không phải ta đã nói cho cậu rồi à? Ở một thế giới nếu có người nào đặc biệt thì có thể chặn được thiên cơ. Diệp Huyên trầm giọng, huynh đang nói đến vô biên chủ. Tiểu bút đáp, đúng. Ông ta là người thiên mệnh đời trước, hơn nữa còn rất đặc biệt, vậy nên đã chặn thiên cơ của vũ trụ này. Diệp Thiếu im lặng một lúc, nếu bây giờ ta cưỡng ép xuyên về thời vô biên chủ còn nhỏ, sau đó giết ông ta có được không? Tiểu bút trầm mặc một lát rồi hỏi, sao cậu lại có suy nghĩ đáng sợ thế này chứ? Diệp Huyên cười, chỉ hỏi thôi mà. Tiểu bút nói, cậu không xuyên về được đâu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tiểu bút đáp, thực lực của vô biên chủ mạnh hơn cậu, hơn nữa nơi này đã từng được chủ nhân bảo vệ. Cậu quan sát kỹ dòng sông thời không tuế nguyệt này đi, đều được gia trì bởi pháp tắc đại đạo, với thực lực hiện tại của cậu thì không thể phá vỡ được. Diệp Huyên trầm giọng, nếu ta gọi Thanh Nhi tới thì sao? Tiểu bút, sao cậu phải làm mọi việc rắc rối thế làm gì? Cậu bảo muội muội cậu đi đánh vô biên chủ, chắc chắn ông ta sẽ bị đánh chết, không cần phải về quá khứ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng.
Tiểu bút do dự vài giây rồi nói, tha cho ông ta đi. Ông ta đã rời khỏi vũ trụ này rồi. Diệp Huyên bật cười lớn, sau đó hóa thành kiếm quang biến mất ở phương xa. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên xuyên tới nơi cuối cùng của thời không tuế nguyệt, tới vũ trụ vô biên. Hắn nhìn chung quanh rồi cất lời, vô biên chủ sinh ra ở đâu? Người bảo vệ đáp, vô biên thành. Diệp Huyên nói, dẫn ta tới đó đi. Người bảo vệ nhìn hắn rồi gật đầu, được. Cả hai biến mất tại chỗ. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và người bảo vệ đã đến vô biên thành, tòa thành này không lớn, dân số chưa tới 1 triệu người. Mà Diệp Huyên phát hiện nền văn minh võ đạo của nơi này cũng không cao lắm. Điều này hơi bất bình thường. Theo lý mà nói, vô biên chủ cũng là một đại lão, nền văn minh võ đạo nơi vũ trụ ông ta ở hẳn là rất cao mới phải. Hư ảnh nói, tới nơi ở trước đây của vô biên chủ sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người bảo vệ dẫn Diệp Huyên tới một con sông, cách bờ sông không xa có một thôn làng. Người bảo vệ khẽ nói, đây là nơi vô biên chủ từng sống. Diệp Huyên hỏi, ông ta có còn người thân sống ở đây không? Người bảo vệ trả lời, còn. Diệp Huyên quay đầu nhìn người bảo vệ. Người bảo vệ nói tiếp, nhưng không phải người thân cùng nhánh với ông ấy. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, đi xem. Nói xong hắn và người bảo vệ đi vào trong thôn, thôn không có bao nhiêu người, chỉ có mấy chục hộ gia đình. Hai người lại đột nhiên đi vào khiến người trong thôn lập tức đưa mắt tò mò. Rất nhanh, người bảo vệ đã đưa Diệp Huyên tới trước một gian nhà cũ nát, trước căn nhà không xa có một ông lão đang nằm trên ghế. Bên cạnh là một đám trẻ con. Ông lão nhắm hờ hai mắt, tay phải gõ nhẹ lên ghế, miệng khẽ nói, ta nói cho các cháu nghe, năm xưa vô biên lợi hại lắm. 3 tuổi đã có thể tay không giết chết một con bò, 6 tuổi giết được hổ, 8 tuổi bắt được rồng. Diệp Huyên quay sang nhìn người bảo vệ, khi vô biên chủ ở đây có khi ông lão này còn chưa ra đời ấy nhỉ? Người bảo vệ cười gượng, ta cũng không biết. Xa xa. Một bé trai sùng bái hỏi, ra ra, ông ấy thật sự lợi hại vậy sao ạ? Ông lão gật đầu, đương nhiên, thái gia gia của ta nói cho ta đó, sao thái gia gia có thể lừa ta được? Một bé trai không mặc quần thắc mắc, ra ra, trâu bò tốt như vậy sao vô biên lại giết nó? Ông lão gõ vào đầu thằng nhóc, liên quan gì đến cháu? Bé trai. Ông lão nói tiếp. Vô biên là người trẻ tuổi đầu tiên ra khỏi thôn chúng ta. Nghe Thái Gia Gia nói, năm xưa khi vô biên về là bay về đấy. Một bé trai lại sùng bái hỏi, bay về ấy ạ? Ông là nghiêm túc đáp, đúng thế, bay từ trên trời về. Hơn nữa năm đó thôn còn suýt bị yêu thú tiêu diệt. Các cháu biết con yêu thú đó to nhường nào không? To như Lang Sơn bên cạnh luôn đó, nhưng nó đã bị vô biên một tay đè chết. Lợi hại không? Bọn trẻ lập tức đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, bé trai không mặc quần lại ngờ vực hỏi, ra ra, vì sao yêu thú lại muốn tiêu diệt thôn chúng ta? Ông lão chần chừ vài giây rồi đáp, yêu thú muốn ăn thịt người. Cậu bé vẫn thắc mắc, vì sao yêu thú lại muốn ăn thịt người ạ? Ông lão trả lời, vì nó đói. Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, giống như chúng ta ăn dê, lợn, gà, chó đấy ạ? Ông lão gật đầu, cũng gần như là vậy. Cậu bé nói, yêu thú ăn con người ăn động vật, vậy có phải trong mắt động vật chúng ta cũng rất xấu không? Ông lão nhíu mày, Lý Nhị Đan, sao cháu hỏi nhiều thế? Còn nữa, cháu có thể mặc quần vào được không? Lý Nhị Đan cười tâu toét, ra ra, cháu có thể đưa ra một yêu cầu không? Ông lão không vui hỏi, yêu cầu gì? Lý Nhị Đan chỉ vào tiểu hồ lô bên hông ông lão. Sau khi ông chết có thể cho cháu hồ lô này không? Cháu biết hồ lô này là bảo bối, có thể phát sáng. Ông lão lập tức nổi đóa, đứng bật dậy tức giận quát, Lý Nhị Đan. Lý Nhị Đan quay người bỏ chạy vừa nói, ra ra, cháu không nói phải đưa cho cháu bây giờ mà, sau khi ông chết thì cho cháu. Nói xong cậu đã chạy không thấy bóng dáng. Ông lão lắc đầu cười rồi lại nằm xuống, đám trẻ con bên cạnh cũng chạy đi chơi. Lúc này ông lão bỗng nói, hai vị ra đi. Diệp Huyên ở trong bóng tối nhếch môi cười, thú vị, thế mà đối phương lại phát hiện ra hắn. Diệp Huyên và người bảo vệ bước ra.
Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên và người bảo vệ, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng ở Diệp Huyên, cậu là người ngoài. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ông lão nhìn chằm chằm hắn, đây là nơi ở trước đây của Vô Biên, cậu tới đây để tìm ông ấy à? Diệp Huyên lắc đầu, không phải, ta tới đây chỉ để xem nơi ông ta từng sống. Ông lão trầm giọng, cậu biết ông ấy? Diệp Huyên gật đầu, biết. Ông lão hỏi, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Diệp Huyên nói, một nơi rất xa rất xa. Ông lão im lặng. Diệp Huyên cười, ông là gì của ông ấy? Ông lão im lặng một lúc lâu mới đáp, một người từng bị ông ấy đánh bại. Ta ở đây chờ ông ấy quay về để đánh với ông ấy một trận. Nói rồi ông ta khép hờ hai mắt, cảm giác vô địch thật sự vô cùng cô đơn. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Ông lão đột nhiên nhìn Diệp Huyên, nói cho ta vị trí cụ thể của ông ấy đi. Diệp Huyên suy nghĩ rồi hỏi, ông đã chờ ông ta mấy nghìn năm rồi à? Ông lão gật đầu, đúng. Diệp Huyên lưỡng lự một chút rồi nói, ta cảm thấy có thể ông không đánh bại được ông ta đâu. Ha ha! Ông lão chợt phá lên cười. Diệp Huyên nói, vậy ông đánh với ta đi. Ông lão khẽ nhíu mày, đánh với cậu. Diệp Huyên gật đầu, năm xưa Vô Biên chủ từng giao thủ với ta nhường ông ta ba kiếm, ông ta cũng không đánh lại, nếu ông đánh bại được ta thì coi như đánh bại được ông ta. Vô Biên chủ! Nghe Diệp Huyên nói vậy, ông lão sửng sốt, Vô Biên không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh đáp, tất nhiên. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy ta phải lĩnh giáo thử một chút rồi. Diệp Huyên gật đầu, chuyển sang nơi khác không? Ông lão khẽ nhíu mày, nơi nào? Diệp Huyên chớp mắt, đánh ở đây luôn sao? Ông lão khó hiểu, không được à? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, vậy thì đánh ở đây đi. Ông lão gật đầu, chân phải lão chợt điểm nhẹ lên mặt đất. Sau đó tung cả người bay lên cao mấy trượng. Diệp Huyên nhìn ông lão, trầm mặc. Hắn nhìn ra rồi. Vừa nãy lão này ngự khí phi hành. Ngự khí. Sau khi lão hạ xuống thì liền mở tay ra chĩa về phía Diệp Huyên, ta sẽ không nương tay. Nói rồi, lão chắp tay đọc thầm thần chú, chẳng mấy chốc, xung quanh đột nhiên xuất hiện một luồng sóng khí càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một vòi rồng cao mười mấy trượng. Diệp Huyên im lặng. Sắc mặt của người bảo vệ lập tức trở nên khó coi. Gã cảm thấy mình bị sỉ nhục. Lúc này, ông lão đột nhiên chỉ tay ra, vòi rồng kia lập tức bay thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên rất bình tĩnh, còn chẳng thèm nhúc nhích, khi vòi rồng kia vừa lao đến trước mặt hắn thì bỗng biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy cảnh này, ông lão sửng sốt, chuyện này. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão, không nói lời nào. Ông lão đột nhiên cắn rách ngón tay, sau đó điểm vào giữa trán mình. Ầm. Thân thể lão chợt nổ ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, tiếp đó, lão đọc thầm thần chú, trên đỉnh đầu lão liền xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ máu, lão lại chỉ tay về phía Diệp Huyên, giết. Vừa dứt lời, thanh kiếm màu đỏ máu kia lập tức lao về phía Diệp Huyên. Tốc độ khá nhanh, còn mang theo tiếng xé gió. Diệp Huyên không tránh không né. Để mặt thanh kiếm màu máu đó chém vào người mình, trong nháy mắt, thanh kiếm máu đã bị hấp thu. Thấy cảnh này, ông lão kia sửng sốt. Diệp Huyên im lặng, hắn không còn gì để nói nữa rồi. Ông lão khó lòng tin được nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên từ chối trả lời, bởi vì hắn đã cạn ngôn. Ông lão đột nhiên gằn giọng lên, được, được lắm. Nói xong, lão đột nhiên vung hai tay kết chiêu. Toàn bộ thân thể cùng linh hồn lão lập tức bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt. Làm cái gì vậy? Lão già này thiêu đốt thân thể và linh hồn luôn hả? Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão, hắn đưa tay phải đè lại vai lão, linh hồn và thân thể đang bốc cháy của ông lão lập tức trở lại bình thường. Ông lão sửng sốt. Diệp Huyên nghiêm túc nói, không cần đến mức đó, không cần thiết. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên nói, ta có hơi tò mò, tại sao ông phát hiện ra chúng ta được? Ông lão im lặng một lúc rồi nói, hình như các ngươi cũng chẳng che giấu gì. Diệp Huyên sững người. Ông lão bỗng khẽ thở dài,
Lúc này đây, lão tựa như đã già đi rất nhiều lần, thì ra ta kém cỏi như thế. Diệp Huyên cười bảo, người còn trẻ, từ từ thôi. Vẻ mặt ông lão cứng lại. Diệp Huyên đột nhiên nói, người không cần phải chờ vô biên tiếp nữa đâu. Ông ta sẽ không trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía người bảo vệ, đi thôi. Người bảo vệ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu. Hai người đang định rời đi thì ông lão kia đột nhiên nói, vô biên thật sự không đánh lại ngươi à? Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, ông đang nghi ngờ điều gì? Ông lão do dự một lúc rồi mới hỏi, ông ta thật sự không đỡ nổi quá ba kiếm của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên. Ông lão lại thở dài, vẻ mặt phức tạp. Thì ra vô biên cũng kém như vậy. Vô biên chủ. Diệp Huyên không nói gì nữa, dẫn người bảo vệ rời đi. Trên tầng mây, Diệp Huyên hỏi, thế lực mạnh nhất ở vũ trụ này là gì? Người bảo vệ trầm giọng đáp, cổ thánh tông. Diệp Huyên gật đầu, dẫn ta đi đi. Người bảo vệ do dự một lúc rồi nói, đi làm gì? Diệp Huyên nói, đi thương lượng với bọn họ một vài chuyện. Người bảo vệ còn định nói gì đó, nhưng Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía gã, người có vấn đề gì không? Người bảo vệ vội vàng gật đầu, tông môn này không dễ chọc vào đâu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, người cũng đánh không lại à? Người bảo vệ nặng nề nói, một mình đấu thì ta không sợ ai, nhưng bọn họ có nhiều người. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta đi với ngươi. Người bảo vệ do dự một lúc rồi nói, ta chỉ chỗ cho ngươi, ngươi tự mình đi được không? Diệp Huyên liếc mắt nhìn người bảo vệ, người đã ở nơi đây bao nhiêu năm rồi? Người bảo vệ nói, 10 triệu năm rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không thể đi ra ngoài à? Người bảo vệ gật đầu, không thể. Diệp Huyên, vậy thì tiếp tục chịu đi. Nói rồi, hắn lập tức biến mất ở cuối chân trời. Người bảo vệ sửng sốt. Đây là ý gì? Chẳng mấy chốc, sắc mặt gã đã trở nên khó coi. Tên này có thể đi vào, vậy có nghĩa là cũng có thể đi ra được. Nghĩ tới đây, người bảo vệ vội vã đuổi theo. Núi Cổ Thánh. Núi Cổ Thánh cao vạn trượng, sừng sững giữa trời cao, còn tông môn thì lấp lửng giữa các áng mây. Tông môn đứng đầu vũ trụ vô biên. Giữa trời mây, Diệp Huyên nhìn Cổ Thánh Tông cách đó không xa, thầm thấy hơi kinh ngạc, không thể không nói, Cổ Thánh Tông này quả thật rất có khí thế. Đúng lúc này, người bảo vệ kia bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía người bảo vệ, suy nghĩ kỹ rồi hả? Người bảo vệ vội gật đầu, ta đồng ý đi theo các hạ. Diệp Huyên bình tĩnh nói, bây giờ hối hận vẫn kịp đấy. Người bảo vệ do dự một lúc rồi nói, không hối hận. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn núi Cổ Thánh ở nơi xa, lúc này, có một khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người không xa, ngay sau đó, một ông lão áo trắng rẽ mây bước đến. Ông lão áo trắng liếc mắt nhìn người bảo vệ. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, các hạ là. Diệp Huyên hỏi, tông chủ của các ông có ở đây không? Ông lão áo trắng bình tĩnh nói, là Lao Phu đây. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đổi sang nơi khác nói chuyện nhé. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, được thôi. Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Ông lão áo trắng híp mắt lại, một khắc sau, lão cũng biến mất. Chẳng mấy chốc. Ba người đã đến một vùng hư không. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, làm gì? Diệp Huyên cười nói, so chiêu với nhau trước nhé. Ông lão áo trắng bình tĩnh đáp, cũng được. Diệp Huyên bỗng xòe tay phải ra rồi nắm chặt lại, trong phút chốc, vô số thời không tuế nguyệt lập tức bị gấp lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của ông lão áo trắng và người bảo vệ kia lập tức thay đổi. Gấp thời không? Mà lúc này, một kiếm ý cường đại đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, cuối cùng tuôn vào trong kiếm Thanh Huyên. Thấy thế, sắc mặt ông lão mặc áo trắng kia chợt trở nên vô cùng nghiêm túc. Mà lúc này, Diệp Huyên lại thúc giục huyết mạch chi lực của mình. Dưới sự gia trì của ba loại sức mạnh, tất cả thời không xung quanh lập tức trở nên hư huyễn. Chúng căn bản không chịu nổi sức mạnh của Diệp Huyên. Người bảo vệ khó có thể tin nhìn Diệp Huyên. Gã không ngờ rằng thanh niên này lại mạnh mẽ đến như vậy.
Quá ư là mạnh. Đúng lúc này, ông lão áo trắng đột nhiên nói, không đánh nữa. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão áo trắng, ông lão áo trắng do dự một lúc rồi nói, tại hạ không phải đối thủ của công tử. Diệp Huyên phất tay áo lên, thời không tuế nguyệt liền khôi phục lại trạng thái bình thường, kiếm ý và huyết mạch chi lực cũng biến mất theo. Thấy thế, ông lão áo trắng liền thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên đột nhiên nói, hiện tại cổ thánh tông vô địch ở đại lục vô biên rồi đúng không? Ông lão áo trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn ông lão áo trắng, ta muốn thành lập một thư viện ở đây, ta mong các hạ có thể hỗ trợ xây dựng. Nói xong, hắn vung tay lên, một quyển sách cổ dày trục bay đến trước mặt ông lão áo trắng. Tâm pháp vũ trụ. Đây là phương pháp tu luyện mạnh nhất vũ trụ hiện nay. Nhìn thấy tâm pháp vũ trụ này, ông lão áo trắng sửng sốt, đây là... Diệp Huyên nói, thế giới này là một thế giới song song, các người đang bị vây khốn ở trong này, mà bên ngoài kia là thế giới bao la khác nữa. Các hạ có hứng thú ra ngoài xem thử không? Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, cậu là ai? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, viện trưởng của thư viện Quan Huyên, ta vô địch ở ngoài kia. Vô địch! Ông lão áo trắng nhìn bộ tâm pháp vũ trụ trước mắt, có chút dao động. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, ông đã đạt đến cực hạn của bản thân. Nếu không có cơ duyên, muốn đột phá lần nữa là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nếu ông chọn theo ta, cuộc đời của ông sẽ hoàn toàn thay đổi. Mà yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là xây thư viện ở đây, thành lập một trật tự hoàn toàn mới ta. Chuyện này đối với ông mà nói không hề tổn thất gì. Ngược lại ta sẽ nâng đỡ tông môn của ông lên một tầm cao mới. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là các ông phải tuân theo trật tự của ta. Ông lão áo trắng liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cậu biết thời không linh độ không? Diệp Huyên cười nói, tất nhiên. Ông lão áo trắng trầm giọng hỏi, cậu đến từ đâu? Diệp Huyên gật đầu, ta ở đâu thì cũng vô địch thôi. Tiểu tháp. Ông lão áo trắng trầm giọng nói, ta cũng có thể đến thời không linh độ chứ. Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời không thể. Ông lão áo trắng không rõ, tại sao? Diệp Huyên nói, bởi vì bây giờ ông quá yếu, đừng nói là phải chịu thiên kiếp trong truyền thuyết, cho dù là thời không linh độ thôi ông cũng không chịu nổi. Ông lão áo trắng khẽ thở dài. Diệp Huyên cười nói, nhưng tất nhiên những thứ này cũng không thành vấn đề gì. Chỉ cần ông giúp ta xây dựng nên một trật tự mới ở nơi đây, ta có thể giúp ông rời khỏi nơi đây, rồi sau đó đến thời không linh độ. Tin ta đi, ông đi tới đâu, chỉ cần nói tên ta ra thôi thì họ đều sẽ nể mặt ông. Con người ta, trước giờ không khoác lác. Tiểu tháp. Tiểu bút. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, thật à. Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Ông lão áo trắng trầm mặc một lát rồi cầm lấy tâm pháp vũ trụ trước mặt, ta phải phối hợp thế nào với cậu? Diệp Huyên hơi cong khóe môi lên. Khoảng thời gian sau đó, ông lão áo trắng được Diệp Huyên chỉ dẫn, bắt đầu thành lập thư viện Quan Huyên. Phản kháng. Có ông lão áo trắng ở đấy, không một ai dám phản kháng. Bởi vì ông ta là cường giả đứng đầu hiện nay ở vũ trụ vô biên. Hơn nữa Diệp Huyên đã mang đến rất nhiều lợi ích, khiến cường giả của cổ thánh tông căn bản không thể từ chối được. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cổ thánh tông đã bị đổi thành thư viện Quan Huyên. Nhưng vấn đề cũng bắt đầu tăng dần lên. Chung quy vẫn có người phản đối, những người này Diệp Huyên giao hết cho ông lão áo trắng đi xử lý. Tất nhiên ông lão áo trắng cũng rất liều mạng, dù sao chuyện này liên quan đến việc ông ta có thể thoát khỏi thế giới này hay không. Ngày hôm đó, Diệp Huyên đi đến một vùng tinh không, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, đi ra đây. Hắn vừa dứt lời, tầng mây phía xa bỗng tách ra, một cô gái chậm rãi xuất hiện. Cô gái mặc bộ váy màu xanh mướt, tóc dài xõa vai, trông rất dịu dàng nho nhã. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô là thiên đạo nơi này. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, người của đạo môn. Cô gái khẽ gật đầu. Diệp Huyên nói nhỏ, chủ nhân bút đại đạo này phát triển nghiệp vụ rộng rãi ghê. Hắn phát hiện, cho dù là ở nơi nào thì hình như đều có sự xuất hiện của đạo môn. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi, có thể dẫn ta ra ngoài không? Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, cười nói, cô đi theo ta là vì mục đích này.
Cô gái gật đầu. Diệp Huyên hỏi, cô muốn ra ngoài để làm gì? Cô gái suy nghĩ một chút rồi nói, vũ trụ lớn như vậy, ta muốn đi ngắm nhìn thử. Diệp Huyên nói, cô đi rồi thì ai sẽ làm thiên đạo? Cô gái bình tĩnh nói, lâu lắm rồi ta không được phát lương. Diệp Huyên thoáng ngẩn người, sau đó nở nụ cười, nếu ta dẫn cô ra ngoài thì cô có thể cho ta được gì? Cô gái chớp mắt, ngươi muốn gì? Diệp Huyên nhìn cô gái một chút, cô gái đột nhiên lắc đầu, ngủ thì không được. Diệp Huyên đen mặt lại, cô đang nghĩ gì vậy? Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấu được lòng người. Vẻ mặt Diệp Huyên thoáng cứng đờ. Cô gái nghiêm túc nói, ta không biết đánh nhau lắm, nhưng ta có rất nhiều ưu điểm. Diệp Huyên hỏi, ví dụ như... Cô gái nói, xinh đẹp, vóc người chuẩn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn cô gái, sau đó gật đầu, đúng thật. Nhưng có được coi là ưu điểm không? Cô gái khẽ nhíu mày, không được à? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, ý của ta là cô có thể giúp đỡ được gì cho ta cơ. Ta cũng đâu thể cứ dắt cô ra ngoài không không được. Cô gái do dự một lúc rồi nói, ngươi trông cũng ổn, nhưng ta thật sự không thể tùy tiện ngủ với ngươi được. Diệp Huyên lắc đầu, cô không biết nói chuyện, không nói với cô nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cô gái vội vàng đuổi theo, sau đó nói, ta nghe nói ngươi đang xây thư viện, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái nói, ta có rất nhiều sách cổ, đều là do chủ nhân bút đại đạo để lại. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái, ở đâu? Cô gái nói, đi, ta dẫn người đi. Nói xong, nàng ta xoay người dẫn Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến trước một cung điện cổ kính, tòa cung điện này tọa lạc trên một ngọn núi cao vạn trượng, vô cùng xưa cũ, trên cửa đã đóng đầy mạng nhện. Xung quanh thì mọc vô số cỏ tạp. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái cười nói, đạo môn. Diệp Huyên bỗng thấy hơi nhức đầu. Sao đạo môn nơi này lại biến thành thế này? Cô gái nói, nơi này năm đó đã bị vô biên chủ tiêu diệt. Vô biên chủ. Diệp Huyên sửng sốt, vô biên. Cô gái gật đầu, năm đó vô biên chủ đánh nhau với đạo môn, sau đó đạo môn đánh không lại, cuối cùng bị diệt. Diệp Huyên liền thấy hứng thú, tại sao vô biên chủ lại đánh nhau với bọn họ? Cô gái đáp, vì đạo môn đã đánh chết người phụ nữ của vô biên chủ. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, người biết vô biên chủ. Diệp Huyên gật đầu, có giao thủ vài lần. Cô gái vội hỏi, ai thắng? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, ta nhường ông ấy ba kiếm mà ông ấy vẫn không đánh lại ta. Vô biên chủ. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm, nàng đi tới trước của cung điện rồi phất tay lên, trong phút chốc, tất cả cỏ tạp và mạng nhện liền biến mất, cả tòa đại điện trở về với dáng vẻ vốn có. Cô gái đẩy cửa đại điện ra, vừa mới đi vào thì Diệp Huyên đã thấy một vài xác chết nằm xung quanh. Cô gái lắc đầu, thảm quá. Diệp Huyên nói, cô có chứng kiến trận chiến năm đó không? Cô gái gật đầu, vô biên chủ rất mạnh. Một mình mà chống lại toàn bộ đạo môn còn bảo ta đến hỗ trợ. Ban đầu ta cũng vốn định giúp rồi, nhưng thấy tình hình không ổn nên đã âm thầm rút đi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn cô gái, cô thông minh ghê. Cô gái cười nói, thực lực chênh lệch quá lớn, không thể đánh. Đương lúc nói chuyện, nàng ta đã dẫn Diệp Huyên đến trong một ám điện, nàng ta đẩy cửa, trong đại điện này đâu đâu cũng là sách cổ. Diệp Huyên tùy tiện cầm lấy một cuốn. Chẳng mấy chốc hắn đã sửng sốt, đạo pháp thiên. Cô gái gật đầu, chủ nhân bút đại đạo để lại đó. Diệp Huyên tiếp tục xem, dần ra, sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm túc. Đạo pháp thiên. Bên trong giới thiệu cặn kẽ tất cả thuật đạo pháp, toàn bộ đều là loại pháp cao cấp nhất, hơn nữa còn vô cùng tỉ mỉ. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái cười nói, hữu dụng chứ. Diệp Huyên gật đầu. Sau đó đi sang một bên cầm lấy một quyển sách khác mở ra xem, vẻ mặt của hắn lại lần nữa ngưng động lại, thời không thiên. Trong này giới thiệu tỉ mỉ về tất cả thời không. Mà khi đọc xong, Diệp Huyên mới chấn động. Thời không đã biết hiện nay có tổng cộng 18.000 loại. 18.000 loại. Diệp Huyên thấy tê dần cả người.
Hắn thật sự không ngờ rằng lại có nhiều thời không đến vậy, hơn nữa mỗi loại thời không đều được giới thiệu tỉ mỉ cùng hướng dẫn cách sử dụng. Quá mức chi tiết. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô tên gì? Cô gái khẽ mỉm cười, Linh Đạo. Linh Đạo. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta mời cô đến thư viện Quan Huyên làm đạo sư, ta sẽ phát lương cho cô đồng ý không? Linh Đạo chớp mắt, bao nhiêu? Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Linh Đạo, trong nhẫn có 200.000 mạt pháp tinh. Linh Đạo cầm lấy nhẫn rồi nghiêm túc nói, không thành vấn đề. Diệp Huyên cười, vậy cô có thể tạm thời ở lại nơi này, giúp ta xây dựng nên một trật tự hoàn toàn mới được không? Linh Đạo trầm giọng hỏi, chẳng lẽ người muốn lật đổ trật tự của chủ nhân? Giữa trán Diệp Huyên, đạo ấn đột nhiên xuất hiện. Thấy thế, vẻ mặt Linh Đạo trở nên phức tạp, lúc người đến ta đã cảm nhận được đạo ấn này, không ngờ rằng chủ nhân lại giao nó cho người thật. Diệp Huyên gật đầu, vậy nên bây giờ cô hãy đi theo ta đi. Linh Đạo gật đầu, được. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó xoay người nhìn về phía đống sách cổ ở đây. Giá trị của những cuốn sách này thật sự rất lớn, có thể nói ở đây ghi lại những công pháp có trình độ cao nhất vũ trụ đã biết hiện nay. Không thể không nói, chủ nhân bút đại đạo thật sự vẫn có chút tài năng. Diệp Huyên thu lấy hết những sách cổ này lại, lần này gặt hái được nhiều quá. Diệp Huyên liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn đã dẫn Linh Đạo rời đi. Thư viện Quan Huyên. Thật ra hắn cũng có chút không hài lòng với tâm pháp thái sơ này lắm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được tâm pháp thái sơ này không hữu dụng lắm. Kỳ thực kiếm ý nhân gian vẫn có thể rèn luyện thêm tiếp để trở nên tinh khiết hơn, nhưng tâm pháp thái sơ hiện nay đã rất khó tôi luyện kiếm ý nhân gian tiếp nữa, khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên khẽ nói, tiểu bút, còn tâm pháp nào mạnh hơn cả tâm pháp thái sơ không? Tiểu bút đáp, hiện nay thì không có. Diệp Huyên lại nói, vậy bảo chủ nhân của huynh viết thêm cho ta một quyển khác đi. Chuyện này chắc không khó khăn gì với ông ta đâu nhỉ. Tiểu bút im lặng một lát rồi nói, ta chỉ có thể nói. Diệp Thiếu, cậu là người trâu bò nhất mà ta từng gặp được rồi, vô biên chủ còn kém xa cậu lắm lắm. Chí ít ở trên một vài phương diện nào đó, cậu tự tin đến mức đáng sợ. Sao cậu lại có tự tin rằng chủ nhân sẽ viết cho cậu một quyển khác. Diệp Huyên bình tĩnh nói, huynh cho rằng ta đang ra vẻ chứ gì. Tiểu bút im lặng. Diệp Huyên nói, ta nói cho huynh biết lý do đây, nếu ta bảo ông ta viết, ông ta chắc chắn sẽ viết, huynh biết tại sao không? Tiểu bút hỏi, tại sao? Diệp Huyên còn chưa kịp đáp thì tiểu tháp đã chen ngang vào, ngủ đến mức nào mới không viết. Tiểu bút. Diệp Huyên. Tiểu bút đột nhiên nói, tiểu tháp, tin ta đi, người nhất định sẽ rất thảm. Tiểu tháp cười mỉa, lần sau ta không nói nữa. Tiểu bút, tiểu tháp, ta phục rồi. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, tiểu bút, thành thật mà nói, ta cảm thấy công pháp này thật sự có chút vô dụng rồi. Huynh có thể giúp ta nghĩ ra cách gì khác không? Gồm cả tâm pháp vũ trụ nữa, ta cũng cảm thấy nó hơi không theo kịp rồi. Thực lực của ta hiện nay, ngoài thời không linh độ ra thì chắc đã vô địch rồi. Tiểu bút trầm giọng nói, vậy cậu chỉ có thể đến linh độ giới, là thời không linh độ chân chính, cũng là chỗ của thái sơ thần tộc, nơi đó có lẽ sẽ có công pháp mạnh hơn đấy. Diệp Huyên nói, đi đến đó ta sẽ không bị đánh chứ. Giờ khắc này, Đại Sơn vẫn còn đang lợi dụng thiên kiếp để tu luyện điên cuồng. Mà hơi thở của ông ta đã khác trước rất nhiều, đã mạnh lên gấp mấy lần. Nhìn thấy Diệp Huyên, Đại Sơn lập tức đứng lên, sau đó đi tới trước mặt hắn, cung kính nói, Diệp Thiếu. Ông ta rất cảm kích Diệp Huyên. Lúc trước, ông ta muốn đột phá bản thân lần nữa khó ngang ngửa lên trời, mà bây giờ có thiên kiếp giúp đỡ, ông ta đã có thể cố gắng tiến lên từng bước một. Đây gần như là ơn giúp sống lại. Quan trọng nhất là ông ta đã thấy được hy vọng đi đến thế giới hư chân. Diệp Huyên quan sát Đại Sơn một chút rồi cười nói, thực lực đã mạnh lên không ít. Đại Sơn gật đầu, nói rồi, ông ta liếc nhìn cô bé váy trắng ở phía xa, bây giờ ta đã có lòng tin đánh bại được nàng. Diệp Huyên nhìn cô bé kia, lúc này, cô bé cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên cười nói, vậy thì đánh thôi.
Nghe vậy, Đại Sơn nhếch miệng cười, sau đó bay thẳng đến chỗ cô bé váy trắng. Ầm ầm. Vừa vọt đến, toàn bộ thời không linh độ cũng vì đó mà sôi sục lên. Cô bé váy trắng ánh lên một tia sáng lạnh trong đáy mắt, bỗng, thanh đao bên ông nàng ta trực tiếp lao ra khỏi vỏ. Ầm ầm. Theo luồng đao quang nổ ra, hai người trong nháy mắt cùng thối lui. Sau khi cô bé vé trắng dừng lại, tay phải đã run rẩy không ngừng. Phía xa xa, sau khi Đại Sơn dừng lại, ông ta liếc nhìn nắm tay của mình, nơi đó đã có một vết đao nhàn nhạt xuất hiện. Thân thể không bị phá nát. Khóe miệng Đại Sơn hơi cong lên, sau đó lại vọt về phía trước lần nữa, trong nháy mắt, cả người ông ta đã chớp biến đến trước mặt cô bé, sau đó dứt khoát nện một quyền xuống thẳng đầu của cô bé. Cô bé váy trắng hơi híp mắt lại, tay phải cầm đao đút vào vỏ, một khắc sau, nàng đột nhiên rút đao ra một lần nữa. Thấy hai người đại chiến, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thực lực của Đại Sơn đã mạnh lên hơn so với trước quá nhiều. Bởi vì cô bé váy trắng không thể phá hủy được cơ thể của ông ta. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó có một cô gái thân mang váy đen. Người này chính là cường giả đứng đầu ở thế giới này hắc nữ. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, nàng ấy cũng nhìn lại. Diệp Huyên cười rồi rời mắt đi, sau đó lại quan sát trận chiến. Lúc này, cô bé váy trắng đã bị áp chế hoàn toàn. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ tung vang vọng, cô bé váy trắng bay thẳng ra ngoài, mà một khắc sau, Đại Sơn đã vọt tới tung nắm đấm vào cô bé. Mà đúng lúc này, một tàn ảnh chợt xuất hiện trước mặt Đại Sơn. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, Đại Sơn liên tục lui lại ngàn trượng, sau khi dừng lại, Đại Sơn nhìn tay phải của mình, nó đã nứt toác, máu tươi chảy tí tách. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía người vừa ra tay. Chính là hắc nữ. Hắc nữ liếc mắt nhìn Đại Sơn, sau đó nhìn Diệp Huyên, tha cho nàng, được không? Diệp Huyên cười, không. Hắc nữ đột nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh, mọi người nơi đây còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có một bàn tay nắm lấy cổ họng của Diệp Huyên, sau đó nhấc bổng hắn lên cao. Nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tha cho nàng, được không? Diệp Thanh Thanh. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyên hơi sững sốt. Không phải nha đầu này đã đến thế giới hư chân à? Sao vẫn còn xuất hiện ở đây? Diệp Thanh Thanh chậm rãi đi về phía hắc nữ, không phải ngươi đánh nhau giỏi lắm à? Hắc nữ nhìn Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, ngươi là ai? Diệp Thanh Thanh nở nụ cười dữ tợn, là người ngươi không chọc vào nổi. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên. Trong mắt hắc nữ co rụt lại. Nàng ta xoay tay làm ấn, trong phút chốc, phía sau nàng ta đã xuất hiện một thời không hắc ám đen xì, ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ đen tuyền đột nhiên vươn ra. Thấy thế, mọi người ở đây đều kinh hãi, sau đó dồn dập thối lui. Đại Sơn ở bên cạnh Diệp Huyên run giọng nói, đây là đại ma chủ của vạn cổ ma vực. Nàng ta là người của vạn cổ ma vực, chẳng trách lại mạnh mẽ đến vậy. Vạn cổ ma vực. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Mà lúc này, có một luồng ánh kiếm lại chém tới, bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn, một khắc sau, đường kiếm lao thẳng một mạch đâm xuyên qua giữa trán hắc nữ. Xoẹt. Thân thể hắc nữ cứng đờ. Xung quanh im phăng phắc. Thua rồi. Chỉ với một kiếm. Mọi người khó lòng tin được nhìn Diệp Thanh Thanh. A. À. Lúc này, cô bé váy trắng đột nhiên cầm đao lao về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh xoay người lại, a à, cái đầu bà già ngươi. Nói xong, nàng vung kiếm lên. Ầm, đầu của cô bé váy trắng lập tức bị chém bay. Phập. Đầu của hắc nữ cũng bay ra ngoài, cuối cùng lăn đến bên cạnh đầu của cô bé váy trắng. Mọi người. Diệp Thanh Thanh nhìn thời không hắc ám ở phía xa, trong sâu thẳm thời không này đang tản ra một khí tức mạnh mẽ vô cùng kinh khủng. Có một cường giả siêu cấp đang tồn tại. Diệp Thanh Thanh cứ nhìn như thế, dần dần, thời không hắc ám kia cũng biến mất. Sợ rồi. Diệp Thanh Thanh vô cảm quay người đi về phía Diệp Huyên, nàng nhìn Diệp Huyên, hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, đang định nói chuyện thì một khắc sau, hắn chỉ vào cổ Diệp Thanh Thanh, sao vậy?
Ở cổ Diệp Thanh Thanh có một vết thương nhàn nhạt. Diệp Thanh Thanh chỉ lên trên, bên trên để lại đó. Diệp Huyên híp mắt lại, thế giới hư chân. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, linh độ giới. Diệp Huyên sửng sốt, không phải muội đã đến thế giới hư chân rồi à? Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nói ta muốn mình đánh thẳng lên trên đó. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Rõ ràng nha đầu Diệp Thanh Thanh này đã không thành công. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, muội có gặp vô biên chủ không? Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Huyên hỏi, bây giờ ông ta sao rồi? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh đáp, chật vật khắp nơi. Vẻ mặt Diệp Huyên sượng đi. Mẹ kiếp! Tên đó mà cũng bị đánh tơi bời à? Diệp Huyên ngẩng đầu lên, lúc này đây, hắn cảm giác sâu sắc được rằng, thế giới hư chân có lẽ chính là thế giới cuối cùng của hắn rồi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta vẫn muốn lên đó đánh tiếp. Diệp Huyên im lặng. Nguy hiểm! Đây là nguy hiểm mà Diệp Thanh Thanh đích thân nói với hắn. Lúc này đây, hắn cảm nhận được một sự áp lực trước đây chưa từng có. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười, ca, cố lên nhé. Nói xong, nàng định rời đi. Nhưng Diệp Huyên đột nhiên kéo tay nàng lại. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyên khẽ nói các muội. Đều sẽ không có chuyện gì cả, đúng không? Giọng nói của hắn rơi run. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng nở nụ cười, tất nhiên rồi. Diệp Huyên nắm chặt lấy tay Diệp Thanh Thanh, Thanh Nhi váy trắng. Sẽ bảo vệ các muội mà đúng không? Diệp Thanh Thanh im lặng. Diệp Huyên nói, ta sẽ nói với muội ấy. Diệp Thanh Thanh lắc đầu ca, cả đời này nàng ấy chỉ thích một người, đó là huynh. Trừ huynh ra, nàng chẳng có hứng thú với bất kỳ ai cả, cho dù tất cả sinh linh của vũ trụ này đều tuyệt diệt, nàng cũng sẽ không bao giờ động lấy lòng trắc ẩn. Tình cảm của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều chỉ dành cho một mình huynh thôi. Mà ta, cũng vậy. Nói rồi, nàng dừng lại một chút mới tiếp tục, huynh phải nỗ lực hơn nữa, bởi vì con đường phía trước còn khó đi hơn cả những gì chúng ta dự liệu. Nói xong, nàng chợt hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi cuối chân trời. Diệp Huyên đứng tại chỗ không nói gì. Mọi người ở đây đều nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt phức tạp. Kháo Sơn Vương. Lúc này, bọn họ mới hiểu được vì sao người này được gọi là Kháo Sơn Vương. Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên nhìn mọi người ở xung quanh, các người có muốn trở nên mạnh mẽ không? Mọi người đều nhìn Diệp Huyên với vẻ nghi hoặc. Diệp Huyên chỉ về phía chân trời, bên trên là linh độ giới, mà trên nữa chính là thế giới hư chân. Mục tiêu của ta và các ngươi đều giống nhau, đó là đi thẳng lên, xông vào thế giới hư chân. Nhưng các ngươi cũng thấy đấy, cho dù muội muội ta mạnh đến vậy cũng chưa phải là vô địch ở nơi đó. Vậy nên bây giờ các ngươi có thể đưa ra lựa chọn rồi đấy. Tiếp tục sống ở đây lãng phí thời gian, hay là theo ta liều mạng. Mọi người im lặng, tiếp tục ở đây tiêu phí thời gian. Tất nhiên là không rồi. Phí hoài cả đời. Cuối cùng cát bụi cũng sẽ về với cát bụi. Trở lại. Đã không còn đường lui nữa. Hơn nữa cho dù có thể trở lại thì có nghĩa lý gì? Vô địch trong một thế giới nhỏ. Bọn họ đều là những tồn tại đã vô địch ở thế giới của mình vô số năm, cuối cùng mới đến nơi đây. Lúc này, Viên Thiên Quân đột nhiên bước ra, Diệp Thiếu, ta đồng ý theo cậu. Tiếp đó, lại có người bước ra, Diệp Thiếu. Cả ta nữa. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người ở đây đều đã đến trước mặt Diệp Huyên. 36 người. 36 cường giả đứng đầu từ các vũ trụ khác nhau. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vào tháp thôi. Dứt lời, 36 người lập tức được thu vào tiểu tháp. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn thiên kiếp ở phía chân trời, vào tháp. Thiên kiếp không hề nề hà. Lập tức hóa thành một tia sét tiến vào trong tiểu tháp. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó xòe tay ra, tiểu bút xuất hiện trong tay hắn, tiểu bút, ta tạm thời không thể đến linh độ giới được, huynh cho ý kiến đi. Tiểu bút trầm mặc một lát rồi nói, người ở trong tháp, chỉ cần ở dưới linh độ giới, họ đều là những tồn tại vô địch. Thế nhưng muốn đến linh độ giới thì vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, cậu phải giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nói rồi,
Nó dừng lại một chút mới tiếp lời, đến đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đại thế giới huyền hoàng. Tiểu Bút khẽ nói, đây là thế giới cái cuối cùng chủ nhân ở lại trong mảnh vũ trụ này. Nhưng cậu không thể đến đó theo cách bình thường được. Tiểu Bút trầm mặc một lát rồi nói, phải xem là so với ai nữa, nếu so với mấy muội muội của cậu thì vẫn hơi kém một chút. Diệp Huyên nói, so với vô biên. Vô biên. Tiểu Bút trầm giọng nói, đa số đều kém hơn vô biên một chút, nhưng không quá nhiều. Mà trong đó có hai người có thể chống lại được vô biên. Có thể chống lại vô biên. Diệp Huyên híp mắt lại, cường giả cỡ đó sao lại chết? Tiểu Bút đáp, bởi vì chủ nhân đích thân giết họ. Diệp Huyên sửng sốt, chủ nhân Bút Đại Đạo giết. Tiểu Bút khẽ thở dài, cũng không thể nói vậy được, chỉ có thể nói cái chết của bọn họ rất phức tạp. Thật ra năm đó muội muội Thanh Nhi váy trắng của cậu cũng đáng lẽ phải chết rồi. Nhưng, nàng thật sự quá nghịch thiên đến mức lúc đó chủ nhân không có bất kỳ biện pháp nào để bắt nàng được, nàng cũng là tồn tại khủng bố duy nhất có thể áp đảo được người thiên mệnh cùng thời đại. Cha của cậu là nhớ có đại đạo trợ giúp, nhưng nàng không hề có. Nàng thật sự là người ngoài vòng đại đạo, hay, phức tạp lắm. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn phát hiện bản thân đã có chút xem thường vũ trụ này rồi. Thật ra cũng bình thường thôi, vũ trụ này tồn tại nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có vô số vũ trụ song hành khác, có xuất hiện vài đại lão siêu cấp cũng là điều bình thường. Vô biên chủ chẳng phải cũng được sinh ra ở đây đấy sao? Tiểu Bút tiếp tục nói, trong những năm tháng vạn cổ này, quả thật có rất nhiều người xuất chúng, hơn nữa còn rất đỉnh, nhưng tiếc rằng họ rồi cũng dần biến mất trong dòng sông lịch sử. Nếu vô biên không đứng vững ở trên kia thì ông ta cũng sẽ biến mất trong dòng thời gian này, sau đó chỉ còn vẻn vẹn vài người nhớ đến ông ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng vậy. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn lại hỏi, Tiểu Bút, huynh đã đến thế giới hư chân, có thể nói một chút về thế giới đó không? Tiểu Bút suy nghĩ một lát rồi nói, người vẽ một nhân vật trên giấy thì họ sẽ ở thế giới như thế nào? Với nhân vật đó... Thế giới hiện thực chúng ta đang sống chính là thế giới hư chân, hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, đã hiểu. Tiểu Bút lại bảo, đến đại thế giới huyền hoàng đi. Diệp Huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn người bảo vệ kia, gã do dự một lúc rồi bảo, Diệp Thiếu, đây là chức trách của ta. Diệp Huyên nói, ngươi cũng không muốn rời khỏi đây à? Người bảo vệ sửng sốt. Diệp Huyên nhìn người bảo vệ, tất cả hậu quả cứ để ta gánh. Người bảo vệ lúc này mới hành lễ một cái cung kính, tại hạ đồng ý đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyên gật đầu, sau đó thu tiểu tháp lại rồi biến mất. Bên trong đường hầm thời không, Diệp Huyên ngự kiếm bay thẳng. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tiểu Bút, vạn cổ ma vực là nơi nào? Tiểu Bút đáp, vùng vũ trụ này có 4 thời không siêu cấp, một trong số đó là thời không linh độ, nó là mạnh nhất khỏi bàn cãi. Sau đó là thời không vạn cổ ma vực, cùng với thời không quy khư thì nằm trong quy khư chi địa. Ngoài ra còn một thời không khá đặc biệt nữa tên là thời không mộng cảnh, thời không này thuộc về mộng cảnh chi địa. Ta từng theo chủ nhân đi qua nơi này rồi, nó rất đặc thù. Diệp Huyên hỏi, là như thế nào? Tiểu Bút im lặng một lát rồi nói, tiến vào nơi đó như tiến vào trong mơ vậy, mà mộng cảnh ở đó chia ra rất nhiều tầng. Người bình thường vào trong đó. Một khi rơi vào mộng cảnh rồi thì có thể cả đời cũng không thoát được. Cho dù cậu nghĩ rằng mình đã thoát khỏi rồi thì kỳ thật có lẽ cậu vẫn đang chìm trong mộng cảnh nào đó. Có một vài cường giả sau khi vào đấy đã vĩnh viễn chìm sâu vào giấc mộng. Diệp Huyên khẽ nói, người mạnh nhất nơi đó là ai? Tiểu Bút đáp, Đại Mộng Chủ, một người vô cùng mạnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ông ta không đến thời không linh độ à? Tiểu Bút đáp, ông ta chết rồi. Tiểu Bút khẽ thở dài, chủ nhân không thể làm như vậy, bởi vì theo như y nói thì đó là quy tắc của y không thể vì bất kỳ ai mà tự phá hỏng quy tắc của mình được, trừ khi cậu mạnh hơn y. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu Bút tiếp tục nói, nếu như cậu muốn dựa vào thực lực của mình để tiến vào thế giới hư chân, đầu tiên cậu phải phá được đạo của chủ nhân, cũng chính là phá trật tự mà y đã thành lập này. Bây giờ cậu cũng đang làm rồi, nhưng vẫn chưa thành công, chỉ khi nào cậu thật sự làm được thì mới chân chính phá được đạo. Phá xong rồi thì phải thành lập trật tự hoàn toàn mới,
chỉ có như vậy cậu mới có thể đánh được Thái Sơ thần tộc, giết đến thế giới hư chân. Đánh được Thái Sơ thần tộc, giết tới thế giới hư chân. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, vì sao lúc trước bọn họ lại nói con trai của ta sau này sẽ là người hủy diệt thế giới hư chân? Lẽ nào nó còn mạnh hơn cả ta? Tiểu Bút im lặng một lúc rồi nói, cũng có thể có một khả năng khác mà, không phải là nó mạnh, mà là cậu quá kém. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen kịt lại. Tiểu Bút vội nói, ý của ta là bây giờ cậu mới kém, chứ không phải sau này. Bây giờ, thôi cậu đừng có giận mà. Hắn và Tiểu Tháp thật ra vẫn rất sợ Diệp Huyên. Tên này không hề có võ đức, còn đáng sợ hơn người thiên mệnh đời trước nữa. Quá không biết xấu hổ. Diệp Huyên bình tĩnh nói cách khác, con trai của ta sau này chắc chắn sẽ là người thắng. Tiểu Bút nói, cậu không thể nghĩ như vậy được, tương lai không thể xác định. Lời bọn họ nói chỉ là một trong vô số khả năng có thể xuất hiện trong tương lai thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Bút nói, thật ra trong vũ trụ này hiện tại, cậu là người có khả năng đạt được đến trình độ tương đương với tam kiếm nhất. Nếu trật tự của cậu được thành lập hoàn thiện thì cậu sẽ vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Tiểu Bút lại nói, những cường giả trong tháp kia, thật ra bọn họ. Tiểu Bút nói, suy nghĩ này cũng không tệ, bọn họ đều là những người đứng đầu ở các thế giới khác. Có bọn họ giúp đỡ, cậu đúng là có thể nhanh chóng chinh phục được thời không vũ trụ vô tận. Quan trọng nhất là, những người này một khi đã giúp cậu dựng nên trật tự, thì bọn họ cũng có thể tín ngưỡng cậu, đã thế thì tín ngưỡng chi lực của cậu sẽ được nâng lên rất nhiều lần. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sức lực của một mình ta dù sao cũng sẽ có hạn, vũ trụ này lớn quá mà. Nếu có bọn họ giúp đỡ thì sẽ đơn giản hơn nhiều lắm. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn thiếu rất nhiều. Vũ trụ này thật sự quá lớn. 36 người tất nhiên không đủ. Xây dựng thư viện ở mỗi vũ trụ thì dễ thôi. Nhưng muốn thành lập trật tự hoàn chỉnh thì không hề đơn giản, mà muốn chúng sinh tín ngưỡng trật tự này thì càng khó như lên trời. Hắn cần rất nhiều sự giúp đỡ. Hơn nữa những người giúp đỡ này phải mạnh thật mạnh. Tiểu Bút lại nói, suy nghĩ của cậu cũng được, hơn nữa ta cảm thấy có Tiểu Tháp ở đây, những người này chưa chắc là không thể đối đầu với Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyên có chút không rõ, Tiểu Bút, Thái Sơ thần tộc là thuộc hạ của chủ nhân huynh à? Tiểu Bút đáp, không phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy có thể liên hợp với bọn họ để chống lại thế giới hư chân không? Tiểu Bút, không thể. Diệp Huyên không rõ tại sao. Tiểu Bút nói, bởi vì tổ tiên của bọn họ đã từng xông đến thế giới hư chân, đánh cược với nhóm đại lão ở nơi đó, rằng nếu hắn chiến thắng, thế giới hư chân phải đồng ý cho hắn dẫn Thái Sơ thần tộc lên đấy, còn nếu hắn thua, Thái Sơ thần tộc sẽ phải canh giữ linh độ giới. Không được để bất kỳ ai đến thế giới hư chân. Diệp Huyên trầm giọng nói, hắn đã thua. Tiểu Bút khẽ đáp, đúng vậy, người biết tổ tiên Thái Sơ thần tộc năm đó khủng bố đến mức nào không? Diệp Huyên hỏi, so với Thanh Nhi váy trắng thì sao? Tiểu Bút trầm mặc một lát rồi bảo, nếu cậu không muốn nói chuyện nữa thì không cần miễn cưỡng. Diệp Huyên cười nói về tổ tiên Thái Sơ thần tộc chút đi. Tiểu Bút trầm giọng nói, rất mạnh, so với hiện nay thì ta cảm thấy thực lực của hắn hẳn là còn mạnh hơn vô biên chủ. Diệp Huyên híp mắt lại, tại sao Thái Sơ thần tộc phải tuân thủ theo ước định đó? Tiểu Bút nói, là vì sự kiêu ngạo của bọn họ. Diệp Huyên lắc đầu, lời thề của tổ tiên, dựa vào đâu mà bắt hậu thế phải tuân theo? Nếu như cha ta thề thốt bậy bạ gì, ta cũng chả quan tâm làm theo đâu. Tiểu Tháp đột nhiên nói, người yên tâm. Cha người thề cái gì không cần đến cậu quan tâm đâu bởi vì chính y cũng không quan tâm. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Đúng lúc này, Tiểu Bút lại lên tiếng, thật ra Thái Sơ thần tộc giữ lời cũng là do bất đắc dĩ, chứ chẳng lẽ lại nhào lên đánh. Tổ tiên họ năm xưa còn thất bại, họ của bây giờ lại càng không có khả năng. Diệp Huyên cảm khái, vĩnh viễn bị nhốt ở đây cũng thê thảm quá. Tiểu Bút, ít nhất thì vẫn còn sống, vẫn còn chút hy vọng. Diệp Huyên nhíu mày, hy vọng. Tiểu Bút, nếu trong tộc sản sinh ra một siêu yêu nghiệt còn hơn cả tổ tiên thì chẳng phải là hy vọng còn gì. Dù sao họ cũng ở thời không linh độ, có Thái Sơ thần thụ trong tay, có thể được nó giúp trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên gật gù, nói cũng phải.
Tiểu Bút, ta thấy cậu lên đó rồi có thể bắt chuyện với họ một phen. Diệp Huyên không hiểu, để làm gì? Tiểu Bút, đôi khi cái mồm của cậu còn ghê gớm hơn thanh kiếm nhiều. Mặt Diệp Huyên thoát cái đen xì. Tiểu Bút, đến rồi. Đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một quầng sáng trắng trước mặt. Hắn bước vào đó rồi xuất hiện trên một vùng biển vô tận. Diệp Huyên nhìn bốn phía một phen, đang muốn rời đi thì thời không bốn phía bỗng chốc nhòe đi. Hàng loạt bùa chú màu đen trông rất đáng sợ xuất hiện ở khắp nơi. Mỗi cái đều chứa một lượng sức mạnh khủng khiếp vô cùng. Diệp Huyên nhìn mà không khỏi cả kinh. Tiểu Bút, là cấm chế do chủ nhân để lại. Diệp Huyên, huynh phá nó được không? Tiểu Bút, không. Thấy hắn nhăn mặt, nó biện hộ ta chỉ là cây bút thôi mà. Diệp Huyên cạn lời, xem như ta phục huynh. Rồi gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay. Ánh mắt hắn nhìn mớ bùa chú chợt lóe lên vẻ dữ tợn, sau đó vung kiếm quét ngang. Xoẹt. Kiếm quang ầm ầm ùa ra. Khiến vô số bùa chú bị xé thành mảnh vụn. Kiếm Thanh Huyên, phá vạn pháp. Bùa chú biến mất rồi, một con đường lát đá, dẫn đến một cánh cửa bất ngờ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Trong lúc hắn còn quan sát cánh cửa, Tiểu Bút đã nói, vào đi. Bên trong đó mới là đại thế giới huyền hoàng chân chính. Diệp Huyên gật đầu rồi men theo con đường bước vào cửa, sau đó xuất hiện trước một tòa thành cổ. Trông nó cũ kỹ vô cùng, với những viên gạch đã được thời gian gột rửa, nay chỉ còn lại màu trắng bệch. Diệp Huyên, Tiểu Bút, đây là đâu vậy? Nó đáp, không biết. Diệp Huyên gằn giọng, huynh đùa đấy à? Tiểu Bút phân trần, lâu lắm rồi ta không đến đây. Với lại trước kia ta cũng không đến nơi này nên có biết nó là gì đâu. Diệp Huyên, vậy có nên vào không? Tiểu Bút, đại ca à, bây giờ khắp vũ trụ này, trừ Thái Sơ thần tộc thì có thằng nào con nào đánh lại cậu? Cậu quên trong tiểu tháp còn có 36 siêu cường giả à? Diệp Huyên cười, cũng phải. Rồi bước chân vào thành. Đường xá bên trong vắng tanh vắng ngắt. Không có lấy một bóng người. Diệp Huyên tiếp tục đi sâu vào bên trong, một hồi sau dừng bước trước một ngôi đại điện, bắt gặp một người đàn ông trung niên đứng đó. Người này ngồi trên ghế, thân khoác áo choàng đen, đầu hơi rũ, tay cầm một thanh trường thương. Và không có khí tức. Diệp Huyên nhìn ông ta một hồi rồi bước tới trước, bất thình lình nghe người đó mở miệng, 100 triệu năm. Hắn tiếp tục im lặng. Người đàn ông, 100 triệu năm, cuối cùng cũng có người tới. Rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Để lộ gương mặt không có đôi mắt. Diệp Huyên nhìn ông đang đợi ta sao? Người đàn ông nhếch môi cười, người nói thử xem. Diệp Huyên nhíu mày, ta khuyên ông ăn nói cho cẩn thận. Ha ha! Đối phương chỉ càn rỡ mà cười. Diệp Huyên thấy thế thì lắc đầu, tiếp tục đi vào đại điện. Thì bỗng bị một luồng khí tức đáng sợ bao trùm. Hắn quay lại nhìn người đàn ông, gọi, Đại Sơn. Lời vừa dứt, người được gọi đã xuất hiện cạnh bên. Lạnh lùng hỏi người đàn ông, người tưởng ngươi ngon lắm à? Rồi siết tay phải lại. Sắc mặt người đàn ông dần nhuốm lên vẻ trầm trọng. Diệp Huyên, cho ông cơ hội cuối cùng, muốn gì thì nói, bằng không lát nữa có muốn nói cũng không kịp. Người đàn ông do dự một hồi mới mở miệng, ta bị chủ nhân bút đại đạo nhốt ở đây. Diệp Huyên nhíu mày, ông ta nhốt ông làm gì? Người đàn ông, bắt ta bảo vệ quy khư chi địa. Diệp Huyên đưa mắt nhìn ngôi đại điện màu đen kia, nó cũng là quy khư chi địa. Người đàn ông gật đầu, phải. Diệp Huyên cười, thế thì từ bây giờ, ông không phải canh chừng nữa. Người đàn ông sửng sốt. Diệp Huyên vung tay lên. Định thu quy khư chi địa vào trong tiểu tháp, rồi lại sửng sốt khi nhận ra. Vô dụng. Không làm được. Quy khư chi địa vẫn sừng sững ở đó. Hắn cau mày hỏi, thế này là sao hả Tiểu Bút? Tiểu Bút, quy khư chi địa có linh, cậu phải nói chuyện với nó mới được. Diệp Huyên, nói kiểu gì? Tiểu Bút, đánh nó. Diệp Huyên được ra. Tiểu Bút giải thích, thứ này chảnh lắm. Không xem ai vào mắt trừ chủ nhân nên cứ đập nó là được. Diệp Huyên ngần ngừ, nó lợi hại không vậy?
Tiểu bút, không hề. Diệp Huyên gật đầu rồi đi về phía quy khư chi địa. Người đàn ông kia chợt bắn dậy, bị Đại Sơn quát, không muốn chết thì ngồi xuống. Ông ta lườm, người mạnh thì mạnh, nhưng chưa chắc thắng được ta. Diệp Huyên chỉ búng tay một cái. Duỳnh. Mây đen xuất hiện ở chân trời, thiên kiếp hiện ra. Người đàn ông hoảng sợ ra mặt. Vội vàng nói khi thấy hắn đang nhìn mình, mời ngài. Nói mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mẹ ơi! Đại lão từ nơi nào tới đây? Ông ta chờ đợi hơn 100 triệu năm, cứ tưởng được khoe mẽ một phen, ai dè còn bị người ta dọa ngược. Diệp Huyên không thèm để ý đến ông ta, nói với đại diện, theo ta đi. Không ai đáp lời. Hắn còn muốn mở miệng thì bỗng có một luồng sáng đen tuôn ra từ đại điện. Hắn nhíu mày, rút kiếm chém ra. Quỳnh! Kiếm quang bùng nổ, Diệp Huyên bị đánh bay tận mấy nghìn trượng. Dừng lại rồi, hắn nhìn cánh tay đã tê dần, hỏi tiểu bút, sao huynh bảo không mạnh mà? Tiểu bút, ý ta là so với muội muội cậu thì không mạnh. Diệp Huyên lập tức đen mặt, có tin ta ném huynh vào hố phân không? Tiểu bút, Diệp Huyên lại nhìn quy khư chi địa, nó không chịu phối hợp. Tiểu bút, thì gọi muội muội cậu đến đánh chết nó. Diệp Huyên hạ giọng, có phải huynh có thủ oán gì với nó không vậy? Tiểu bút im lặng. Diệp Huyên cũng cạn lời. Cây bút này chắc chắn có mâu thuẫn với quy khư chi linh này, bằng không đã chẳng xúi hắn gọi người đến. Mà nếu gọi đến thì sợ rằng quy khư chi địa sẽ thành bình địa ngay. Tiểu bút, nhưng nó thiếu đòn thật mà. Cậu không đánh là nó không nghe đâu. Diệp Huyên lại xuất hiện ở trước quy khư chi địa. Gọi kiếm Thanh Huyên và đạo ấn xuất hiện, đi theo ta, bằng không ta sẽ gọi người đến. Ngươi hẳn cũng biết ta là ai nên ta cam đoan, để ta gọi người đến thì ngươi chỉ có nước tàn phế thôi. Quy khư chi linh im lìm. Diệp Huyên nheo mắt, vậy thì ngươi đi mà nói với muội muội ta. Kiếm Thanh Huyên trong tay hắn run lên. Chỉ thấy ngôi đại điện kia chấn động rồi hóa thành một tia sáng chui vào tiểu tháp. Người đàn ông thấy vậy thì dại ra. Trời mẹ! Quy khư chi linh mà cũng biết sợ cơ. Chung sống bao năm qua, sao ông ta lại không biết tính khí của thứ này ngang ngược đến đâu? Vậy mà bây giờ lại chịu cúi đầu. Diệp Huyên quay qua hỏi ông ta, tên gì? Người đàn ông trần trừ, Lâm Chấn. Diệp Huyên, đi theo ta đi. Lâm Chấn sửng sốt. Diệp Huyên, theo ta hoặc ở lại đây chờ con ta tới, chọn đi. Lâm Chấn tròn mắt, con ngươi. Diệp Huyên gật đầu, tầm đâu đó 20 triệu năm nữa, có muốn chờ không? Lâm Chấn lắc đầu, ta đi theo công tử. Diệp Huyên gật đầu, vào tháp. Rồi đưa Lâm Chấn và Đại Sơn vào tiểu tháp. Lâm Chấn vừa xuất hiện bên trong đã đờ ra như tượng. Bị Đại Sơn liếc đầy khinh bỉ, chưa trải sự đời. Lâm Chấn càng đơ ra. Rúng động tận tâm can. Ông ta không ngờ thời gian trôi qua trong này lại khác với bên ngoài nhiều đến vậy. Quá mức nghịch thiên. Hơn nữa còn cảm nhận được mấy chục khí tức hùng hậu. Lâm Chấn vội đi đến bên Đại Sơn, các ngươi cũng đi theo Diệp thiếu sao? Đại Sơn, nếu không thì thế nào? Lâm Chấn tỏ vẻ nghi ngờ, lai lịch vị Diệp thiếu này thế nào? Đại Sơn liếc nhìn, hỏi ít làm nhiều đi. Rồi xoay người rời đi. Để lại Lâm Chấn với vẻ mặt hoang mang, má, chưa gì đã bị bơ sao. Nhưng rồi ông ta trở nên phấn khích. Bởi vì không chỉ có thể rời khỏi thế giới kia mà còn có thể tu luyện ở nơi tràn đầy linh khí như nơi này. Đơn giản là thiên đường dành cho việc tu luyện. Diệp Huyên không quan tâm đến Lâm Chấn mà mở cửa đi vào quy khư chi địa. Ở bên trong, hắn nhìn thấy vô số bia mộ xếp thành tầng tầng lớp lớp, không thấy được điểm cuối. Vô cùng vô tận. Diệp Huyên nhíu mày. Tiểu bút nói, là thời không quy khư. Thời không. Diệp Huyên ngẩn người, đoạn đưa tay ra rồi biến sắc khi nhận thấy cánh tay mình đang biến mất từng chút một. Quy khư. Cảnh tượng này khiến Diệp Huyên biến sắc, vội la lên, quy khư chi linh. Một giọng nói bất ngờ vang lên, lui ra. Diệp Huyên vội vàng làm theo. Quy khư chi linh nói, thời không nơi này rất đặc biệt, ta không thể hoàn toàn khống chế.
Diệp Huyên nhíu mày, nghĩa là sao? Quy khư chi linh, ta là linh của thế giới quy khư, không thể hoàn toàn khống chế thời không đặc biệt ở nơi này. Diệp Huyên, vậy ta phải làm sao để đối phó nó? Quy khư chi linh im lặng một hồi lâu mới nói, hỏi tiểu bút đi. Tiểu bút? Diệp Huyên đen cả mặt, thầm nghĩ bà mẹ, hai đứa bây định chơi trò cung đấu à? Tiểu bút, thời không nơi này quá đặc biệt, cậu tạm thời không có miễn dịch trước nó. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, thì huynh nghĩ cách đi. Tiểu bút trầm ngâm một chốc, suýt nữa ta quên mất. Cậu có đạo ấn mà, lấy nó ra hộ thể. Đạo ấn? Diệp Huyên nhíu mày rồi khởi động đạo ấn, nó nhanh chóng hóa thành những tia sáng che chắn cho hắn. Lần này tiến vào quy khư chi địa, thân thể hắn không còn biến mất nữa. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm, rồi sắc mặt lại trầm xuống. Bởi vì thứ biến mất lần này là tuổi thọ của hắn. Diệp Huyên lại phải lui ra, hỏi, đạo ấn cũng vô dụng sao? Tiểu bút, cái này sợ là không còn cách nào. Diệp Huyên nhíu mày. Tiểu bút, nơi này có pháp tắc quy khư, pháp tắc cao nhất mà chủ nhân từng tạo ra, cũng là nguồn gốc của mọi trật tự cũ, tất cả mọi người rồi sẽ chết. Vậy nên đạo ấn chỉ có thể bảo vệ thân xác, không thể bảo vệ tuổi thọ của cậu. Thấy Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên, nó vội can, tuyệt đối không được. Cậu mà dùng kiếm Thanh Huyên phá nó là thế giới này loạn ngay. Nghĩ mà xem, nếu không ai chết đi thì vũ trụ sẽ thành cái dạng gì? Hơn nữa pháp tắc quy khư là căn cơ của mọi pháp tắc, cậu mà phá nó thì sẽ khiến toàn bộ pháp tắc cũng sụp đổ. Tuy trật tự cũ có chỗ không tốt nhưng cũng có nhiều thứ đáng giữ lại, không thể phá hết được. Diệp Huyên im lặng một hồi lâu mới gật đầu. Tiểu bút nói đúng, tuy nhiều quy tắc chủ nhân bút đại đạo để lại đã lỗi thời nhưng cũng còn rất nhiều thứ có thể dùng tiếp, không thể hất đổ toàn bộ. Diệp Huyên nhìn quy khư chi địa, nói, nhìn tuổi thọ trôi đi mà sợ thật. Tiểu bút, tuổi thọ cậu hiện nay đã lên tới mấy chục triệu năm, đi vào nửa giờ cùng lắm mất mấy triệu năm. Nên cậu cứ vào, hồi sinh người rồi lập tức rời đi. Ta phát hiện thấy tốc độ ăn mòn tuổi thọ của quy khư chi địa ngày càng tăng lên, ở càng lâu thì mất càng nhanh. Diệp Huyên gật đầu, thầm nói quy khư chi địa này khủng khiếp thật. Ở lại đó lâu thêm nữa, khéo là hắn cũng phải chết. Như nghĩ đến điều gì? Hắn hỏi, nếu ta chết ở trong đó thì có sống lại được không? Tiểu bút á khẩu một hồi mới mở miệng được, sao cậu lại có suy nghĩ đáng sợ này chứ? Diệp Huyên cười, hỏi thế thôi. Tiểu bút, quy khư chi địa chỉ có thể hồi sinh cho những ai chưa bị xóa sổ hoàn toàn, còn nếu bị thần thông vô thượng xóa đi thì hết cách. Trước mắt chỉ có một vài người có khả năng xóa sổ hoàn toàn, nhưng quy khư chi địa cũng có thể. Cậu chết ở trong đó đồng nghĩa với việc chết vĩnh viễn. Khi đó e rằng đến muội muội cậu Thanh Nhi váy trắng cũng chưa chắc hồi sinh được. Mà khi ấy thế giới chắc cũng thành nồi cháo heo rồi, cho nên Diệp thiếu à, vì sự an toàn của vũ trụ này, làm ơn đừng có nghĩ mấy thứ nguy hiểm như vậy nữa được không? Diệp Huyên. Tiểu bút, ta biết một đại lão trong này, cậu có thể hồi sinh nàng trước. Diệp Huyên, là ai? Tiểu bút, Huyền Hoàng Nữ, người mạnh nhất đại thế giới Huyền Hoàng từ trước đến nay. Năm xưa nàng thất bại khi vượt qua hư chân nhưng không chết ở đó mà chết ở linh độ giới, vì vậy hoàn toàn có thể hồi sinh. Diệp Huyên gật đầu, nàng ở đâu? Tiểu bút, hỏi quy khư chi linh ấy. Diệp Huyên, quy khư chi linh, ra đây nói. Sau một hồi im lặng, quy khư chi linh mới đáp, ngươi đi vào đi, ta sẽ dịch chuyển ngươi đến mộ nàng. Diệp Huyên gật đầu rồi cất bước, vừa đi vào quy khư chi địa. Thời không trước mặt hắn lóe lên, đưa hắn đến trước một ngôi mộ. Trên đó có một tấm bia ghi ba chữ, Huyền Hoàng Nữ. Diệp Huyên nhìn xung quanh, phát hiện những ngôi mộ xung quanh không có cắm bia như vậy. Tiểu bút nhẹ giọng giải thích, chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách được lập mộ ở đây, bằng không chỉ là nấm mộ vô danh mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta phải làm sao để hồi sinh nàng. Tiểu bút, đưa quan tài ra ngoài đi. Diệp Huyên vung tay, nấm mồ lập tức tách làm đôi, để một chiếc quan tài xuất hiện. Hắn không dám ở lại lâu, bèn nhanh chóng mang quan tài rời đi. Bên ngoài, Diệp Huyên quan sát nó một hồi rồi mở nắp, sau đó nhìn thấy sắc đẹp tuyệt trần. Cô gái bên trong mặc váy trắng trên người, tóc đen như thác, dung nhan tuyệt thế.
Diệp Huyên thì thầm, làm sao để hồi sinh nàng. Tiểu Bút im lặng một hồi rồi la lên, có nguy hiểm. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Tiểu Bút, nhìn lên trên đi. Diệp Huyên làm theo, thấy ở chân trời bỗng xuất hiện một tầng mây đỏ máu, bên trong là huyết lôi cuồn cuộn. Lôi uy không ngừng vỗ xuống trông đáng sợ vô cùng. Diệp Huyên nhíu mày, nó là gì? Tiểu Bút, là mệnh kiếp, thứ còn mạnh hơn thiên kiếp, chỉ xuất hiện vào thời khắc nghịch chuyển sinh tử. Ta nhớ chỉ từng thấy nó hai lần, cũng là hai lần duy nhất nó thất bại. Diệp Huyên, thất bại. Tiểu Bút, một lần là dưới tay cha cậu, một lần là dưới tay muội muội cậu. Diệp Huyên thộn ra, thầm nghĩ thứ này cũng xui xẻo quá vậy. Tiểu Bút lại nói, nhìn huyền hoàng nữ kia. Diệp Huyên làm theo, chỉ thấy quanh cô gái xuất hiện vô số năng lượng kỳ dị, thân thể nàng cũng đang khẽ run. Diệp Huyên nhíu mày, nàng ấy, chuẩn bị bật dậy hả? Tiểu Bút, vận mệnh của nàng sắp được nghịch chuyển, sắp sống lại rồi. Cậu phải giúp nàng ngăn mệnh kiếp thì mới làm nàng sống dậy được. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, thản nhiên nói, có thể bảo nó nể mặt mình không? Tiểu Bút, mặt mũi thì ta không có rồi đó, cậu thì có thể thử xem. Diệp Huyên gật đầu, thử thì thử. Hắn vung tay lên, gọi hai tia sáng trắng xuất hiện ở chân trời. Tia bên trái biến thành cô gái váy trắng, tia bên phải biến thành kiếm chủ áo xanh. Diệp Huyên nói với mệnh kiếp, người bên trái là muội muội ta, bên phải là cha ta. Ngươi muốn đánh thì ta gọi họ đến cho ngươi đánh. Tầng mây ở chân trời càng chuyển động dữ dội. Diệp Huyên nhíu mày, đừng nói là mình chọc giận nó rồi chứ. Mệnh kiếp chợt mở miệng, Kháo Sơn Vương, người cưỡng chế hồi sinh sinh linh của Quy Khư chi địa, phạm vào đại kỵ. Bọn chúng đều là người đáng chết, ngươi không thể làm vậy. Muốn nói đạo lý đây mà. Diệp Huyên gọi đạo ấn xuất hiện giữa trán, nói, mọi hậu quả ta gây ra, ta và chủ nhân Bút Đại Đạo sẽ gánh chịu. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Mệnh kiếp nghe vậy thì im lặng hồi lâu mới nói, thôi được, ta mặc kệ. Rồi nó biến mất tăm. Diệp Huyên thở phào trong lòng. Thứ này đúng là còn ghê gớm hơn thiên kiếp, nếu đánh thật thì hắn không có phần thắng. Tiểu Bút, ta nói, cậu mạnh khiếp được, chơi thế này còn kinh hơn bật hách. Diệp Huyên. Lúc này, huyền hoàng nữ nằm trong quan tài chậm rãi mở mắt. Diệp Huyên thấy nàng ta lơ lửng bay lên với đôi mắt trống rỗng như đã đánh mất linh hồn. Làm hắn cau mày lại. Sau đó, đồng tử nàng ta co lại, bắt đầu nhiễm lên thần thái. Trở lại bình thường rồi, Diệp Huyên khi ấy mới thư giãn. Huyền hoàng nữ nhắm mắt lại, hồi sau mới hỏi Diệp Huyên, người đã hồi sinh ta. Diệp Huyên gật đầu. Huyền hoàng nữ chợt cúi đầu, người thiên mệnh. Diệp Huyên gật đầu. Huyền hoàng nữ nhìn hắn hồi lâu, hỏi, người muốn ta làm gì? Diệp Huyên, khuất phục Thái Sơ thần tộc, đánh tới thế giới hư chân. Huyền hoàng nữ lại lắc đầu, người quá yếu. Diệp Huyên thản nhiên đáp, chỉ là tạm thời thôi. Rồi nhìn bốn phía, cô nhìn quanh mà xem. Huyền hoàng nữ làm theo, cau mày nói, thời gian nơi này. Diệp Huyên, cho cô thêm 100 triệu năm, cô có lòng tin không? Huyền hoàng nữ nheo mắt suy tư một hồi rồi phá ra cười, tiếng cười như sấm dậy chân trời. 100 triệu năm. Nàng ta nhìn chân trời đầy ngạo nghễ, đương nhiên có. Diệp Huyên gật đầu, cần ta giúp gì không? Huyền hoàng nữ nhìn hắn, ta cần một món thần vật từ đạo môn. Diệp Huyên, là gì? Huyền hoàng nữ, đạo quan. Diệp Huyên nhíu mày, đạo quan. Huyền hoàng nữ gật đầu, nó có thể giúp ta khôi phục sức mạnh nhanh chóng, hơn nữa giúp ta tu luyện huyền hoàng bất tử công. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, có cần tâm pháp vũ trụ không? Huyền hoàng nữ, nó cũng tốt nhưng không hợp với ta. Diệp Huyên gật đầu, hỏi Tiểu Bút, đạo quan ở đâu vậy? Tiểu Bút nghĩ một hồi mới nói, ở đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên nhíu mày, sao không nói sớm? Tiểu Bút bất đắc dĩ, cậu có thèm hỏi đâu? Diệp Huyên cạn lời, bèn quay sang huyền hoàng nữ, ta sẽ đi lấy cho cô. Hắn toan rời đi thì nghĩ đến gì đó? Lại hỏi, ở đây có 37 cường giả tuyệt thế, so với họ thì cô thế nào? Huyền hoàng nữ liếc nhìn quanh, ta vô địch. Diệp Huyên gật gù, được,
Quyền hoàng nữ lại tò mò hỏi, ngươi làm sao để giải quyết mệnh kiếp? Diệp Huyên tỉnh dụi, bảo nó nể mặt ta. Mệnh kiếp. Đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên đứng trong tinh không, lặng nhìn thế giới bốn bề tĩnh lặng. Nơi này dường như không có sinh vật sống nào. Hắn bèn hỏi, tiểu bút, đạo quan đang ở đâu? Tiểu bút, không biết nữa. Diệp Huyên nhăn mặt. Tiểu bút, ta chỉ biết nó ở đại thế giới huyền hoàng thôi chứ không biết cụ thể ở đâu. Diệp Huyên nhìn khắp nơi một phen, nó có linh không? Tiểu bút, đương nhiên rồi. Diệp Huyên nghe vậy thì nhắm mắt lại, gọi đạo ấn xuất hiện giữa trán, vươn thần thức ra bao trùm khắp đại thế giới huyền hoàng trong nháy mắt. Nhưng chỉ một hồi sau đã cau mày khi không phát hiện được vật gì đặc biệt. Hắn thu thần thức về, hạ giọng hỏi, chẳng lẽ nó trốn đi đâu đó? Tiểu bút, để ta chỉ cậu đến chỗ này. Một phần thông tin ùa vào não Diệp Huyên. Hắn biến mất tại chỗ. Một chốc sau, hắn xuất hiện lại giữa một khu rừng vô tận với những cây trúc cao đến vạn trượng, che khuất bầu trời. Tiểu bút, đi vào sâu nữa. Diệp Huyên hóa thành kiếm quang biến mất rồi xuất hiện ở tận sâu thẳm trong rừng. Trước mặt hắn là một gian nhà nhỏ làm từ trúc, trước nhà là một dòng suối trong vắt, cá lội tung tăng. Trên hiên nhà còn treo một chiếc chuông nhỏ đong đưa theo gió với những tiếng vui tai. Diệp Huyên khẽ hỏi, nơi ở của chủ nhân bút đại đạo trước kia sao? Tiểu bút, phải. Hắn thắc mắc, sao y cứ thích ở những nơi an tĩnh thế này vậy? Tiểu bút, bởi vì ngài ấy muốn viết rất nhiều thứ. Diệp Huyên tò mò, công pháp với bí tịch à? Tiểu bút, cái gì cũng viết, vào đi thôi. Diệp Huyên gật đầu rồi đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là những kệ sách xếp thành hàng, bày biện đủ loại bí tịch lâu đời. Ngoài ra còn có một tủ sách. Trên bàn còn đặt một quyển vở. Hắn đi đến nhặt nó lên, lập tức thấy hai chữ to kiếm đạo. Kiếm đạo. Diệp Huyên nhíu mày, mở ra nhìn xem, nhưng bên trong lại trống hơ trống hoác. Làm sắc mặt hắn xa sầm. Y lại chơi mình à. Tiểu bút nói, có lẽ là chủ nhân chưa viết xong. Diệp Huyên, y muốn viết về kiếm đạo ư. Tiểu bút, cũng có thể là câu chuyện của con trai cậu. Diệp Huyên đơ mặt nói, ta còn chưa chết nhé. Tiểu bút trần trừ, thì cũng chưa chắc cần cậu chết. Diệp Huyên, y không sợ ta bảo Thanh Nhi giết con ta à? Tiểu bút im lặng một hồi mới nói, ngài ấy đang đánh cược cậu sẽ không dám. Diệp Huyên cứng người. Một hồi sau lắc đầu hỏi, tiểu bút này, huynh thật lòng nói xem ta còn đường cứu không? Ta thấy ta còn ổn phết chứ hả? Tiểu bút im lặng một hồi mới nói, ta không trả lời được không? Diệp Huyên. Giọng tiểu tháp vang lên, tiểu chủ mặc kệ cây bút quèn này đi. Ta không cần nhìn cũng biết, người thiên mệnh đời kế tiếp chính là con của người, bằng không thì không ai sống nổi cả. Đã vậy thì người khoan hãy đẻ đi. Diệp Huyên lắc đầu, không thể nghĩ vậy được, thật ra thì rơi vào tình trạng này, ta cần phải tỉnh táo lại. Tiểu tháp ra vẻ trần trừ, tỉnh táo lại. Diệp Huyên gật đầu, tiểu tháp, người có thấy ta giống Phượng Du Côn không? Tiểu tháp không nói gì. Thật ra là không dám. Tại vì nói dối lòng sẽ đau. Diệp Huyên cười, không sao, cứ từ từ mà đi, ta đây vẫn còn đường cứu mà. Rồi hắn nhìn quanh một phen, phát hiện một chiếc hộp nằm trên kệ sách. Bèn nhanh chóng đi đến, mở ra nhìn xem, thấy bên trong là một vùng không gian khác. Mà trong không gian này, Diệp Huyên lại nhìn thấy một chiếc quan tài màu đen. Là đạo quan. Hắn lập tức trở nên phấn khích. Nhưng rồi, khi nhìn sang bên cạnh quan tài, hắn lại thấy một tế đàn. Trên đó cắm một ngọn cờ rất cao, trên lá cờ viết một chữ chiến đỏ thẫm như máu. Chiến. Diệp Huyên tò mò, tiểu bút, huynh giới thiệu ta nghe xem. Tiểu bút, cậu thử hỏi tiểu tháp xem nó có muốn thể hiện không? Diệp Huyên cạn lời. Giọng khinh bỉ của tiểu tháp vang lên, ta chỉ hỏi mi một câu thôi tiểu bút. Cái đạo quan lẫn tế đàn kia có lợi hại bằng tiểu tháp ta không? Tiểu bút á khẩu. Ngẫm lại thì không bằng thật. Ai bảo chức năng của tiểu tháp bây giờ nghịch thiên quá làm chi? Diệp Huyên, nói về tế đàn ta nghe xem.
tiểu bút, nó là tế đàn đạo chiến. Ta cũng không ngờ nơi này lại có nó. Diệp Huyên tò mò, nó có ích gì? Tiểu bút, cậu đứng lên nó thử xem. Diệp Huyên ngẩn ra một thoáng rồi làm theo, rồi sao nữa? Tiểu bút im lìm một hồi lâu, ta cũng không biết khởi động thế nào. Diệp Huyên đen mặt, huynh giỡn mặt ta vui lắm phải không? Tiểu bút vội nói, cậu thử dùng đạo ấn xem. Diệp Huyên làm theo, khi đạo ấn vừa xuất hiện, tế đàn bỗng run lên, sau đó là một luồng uy áp kinh khủng ùa tới bao lấy Diệp Huyên. Một gương mặt mờ ảo xuất hiện ở chân trời, nhìn xuống hỏi, ngươi là người phương nào? Giọng như chuông đồng, chấn động đất trời. Diệp Huyên đáp, Diệp Huyên. Gương mặt nhíu mày, chưa nghe bao giờ. Hắn chỉ vào giữa trán mình, có biết thứ này không? Gương mặt biết, nó là đạo ấn. Diệp Huyên, thấy đạo ấn như gặp chủ nhân bút đại đạo. Gương mặt lắc đầu, không. Diệp Huyên nhíu mày. Gương mặt lại nói, ngươi quá yếu, ta không muốn nghe. Diệp Huyên đen mặt, ngươi xem thường người khác chứ gì. Gương mặt gật đầu, phải. Diệp Huyên chỉ gọi, Huyền Hoàng Nữ. Cô gái lập tức xuất hiện khi hắn vừa dứt lời. Hắn hất đầu về phía gương mặt, đánh nó. Huyền Hoàng Nữ bay vút lên. Gương mặt biến sắc, há mồm gầm lên. Vô số chiến ý như gió lốc quay cuồng ập về phía Huyền Hoàng Nữ. Ánh mắt nàng ta lóe lên đầy dữ tợn, vung tay lên. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt thời không và chiến ý bị hất tung. Uinh uinh. Hàng loạt tiếng nổ đinh tai vang lên, chiến ý tán loạn, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang khắp chân trời. Gương mặt kia bị đánh cho lệch sang một bên. Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng Nữ, thầm nhủ nàng mạnh thật, không hổ là người có thể đánh đến linh độ giới. Mạnh đến bất thường. Gương mặt kia run rẩy thốt lên, không, đừng đánh nữa. Huyền Hoàng Nữ lạnh lùng liếc nó rồi trở về bên Diệp Huyên. Hắn chỉ vào quan tài của cô đấy. Nàng gật đầu, thu đạo quan vào rồi trở về tiểu tháp. Diệp Huyên đi đến trước gương mặt, tự hỏi trong lòng, tiểu bút, thứ này có giúp gì được không? Tiểu bút, cường hóa. Diệp Huyên nhíu mày, cường hóa. Tiểu bút, phải, cái tháp này tên là tế đàn đạo chiến, có thể phát ra chiến ý cường hóa, giúp tăng chiến lực cho người nào đó. Là kiểu bảo vật chức năng như tiểu tháp vậy. Tiểu tháp. Diệp Huyên cong môi, ta đã có quá chừng cường giả, nay lại có thêm nó. Hắn thu nó vào trong tiểu tháp. Tiểu bút hỏi, còn hồi sinh nữa không? Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời không. Hồi sinh quá nhiều trong một lần sẽ dễ gây họa. Bởi vì hắn không biết được những người đó như thế nào. Huyền Hoàng Nữ thì còn tốt, nhưng nếu là hạng người bướng bỉnh bất tuân thì khác gì tự làm khó bản thân. Vậy nên hắn sẽ giúp Huyền Hoàng Nữ nâng cao sức mạnh, thành người mạnh nhất để còn trấn áp mọi người. Ngoài ra thì còn phải nâng cao bản thân nữa. Diệp Huyên nhắm mắt, kiếm Thanh Huyên trong tay run lên, hắn biến mất. Ở một vùng tinh không nào đó, có một cô gái mặc chiến giáp đang đứng trên cao nhìn xuống. Chính là Tín công chúa. Cô gái chinh chiến toàn vũ trụ. Nàng ấy đi đến đâu, nơi ấy phải phục tùng. Phía sau nàng có 1000 cường giả bí ẩn mặc giáp đen. Họ là quan huyên vệ. Ai nấy đều tản ra khí tức rất đáng sợ. Bỗng nhiên, thời không trước mặt Tín công chúa tách làm đôi, để Diệp Huyên bước ra. Nàng ấy sửng sốt. Quan huyên vệ phía sau đồng loạt quỳ một gối, tham kiến viện trưởng. Diệp Huyên gật đầu, đứng lên đi. Bọn họ nhanh chóng làm theo. Diệp Huyên hỏi Tín công chúa, sao rồi? Nàng ấy cười, đã chinh phục được 36 vũ trụ. 36. Diệp Huyên ngạc nhiên. Tín công chúa cười, tính đến nay thì thực lực thư viện chúng ta đang đứng đầu vũ trụ. Diệp Huyên nhìn xuống dưới, đó là vũ trụ gì? Tín công chúa, vũ trụ nguyên ác, có nhà họ Tông rất mạnh, người của ta đang nói chuyện với họ. Diệp Huyên, đang gặp khó khăn à? Tín công chúa gật đầu, có hơi. Diệp Huyên nhìn xuống, để ta. Rồi biến mất tại chỗ. Tín công chúa sững ra một thoáng rồi đi theo. Trong một gian đại điện ở bên dưới.
Đại diện của thư viện Quan Huyên đang đàm phán cùng tộc trưởng nhà họ Tông trong không khí đầy mùi thuốc súng. Diệp Huyên xuất hiện đúng lúc này. Đại diện thư viện Quan Huyên ngây cả người, sau đó vội vàng thì lễ, tham kiến viện trưởng. Viện trưởng. Diệp Huyên gật đầu rồi nhìn vào ông lão ngồi ở chủ vị, chính là tộc trưởng nhà họ Tông. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên nặng nề khi thấy hắn. Diệp Huyên hỏi đại diện thư viện, điều kiện của họ là gì? Người kia đáp, họ muốn chúng ta rời khỏi vũ trụ này. Diệp Huyên nheo mắt, vậy thì khỏi nói gì hết. Hắn nhìn tộc trưởng kia rồi vung tay, kiếm Thanh Huyên bay ra, không nhằm vào ông ta mà phóng lên tầng mây, tỏa ra kiếm thế kinh khủng bao trùm toàn bộ vũ trụ nguyên ác. Mọi người đồng loạt biến sắc. Tộc trưởng kia đứng phắt dậy, run rẩy nói, ngươi. Hay là chúng ta bàn lại, chúng ta không có điều kiện gì hết, cái gì cũng có thể thương lượng. Thương thảo ư. Diệp Huyên không nói gì thêm, trực tiếp xoay người rời đi. Khiến các cường giả nhà họ Tông thở phào nhẹ nhõm. Bởi họ biết nếu thanh kiếm kia rơi xuống thì toàn bộ gia tộc sẽ tan thành mây khói. Khủng khiếp quá. Diệp Huyên đưa Tín công chúa trở lại tinh không. Hắn nói, chúng ta trò chuyện một chút. Tín công chúa gật đầu. Hai người đi về phương xa. Diệp Huyên, thu phục vũ trụ thì đơn giản, nhưng để cai trị nó thì rất khó. Tín công chúa, ngươi có thể tin ta. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, nàng ấy cười nói, ta không áp dụng cách trinh phạt tàn bạo. Sau mỗi lần đánh xong, ta sẽ lập tức chiêu hiền nạp sĩ, thu gom toàn bộ nhân tài để họ giúp chúng ta quản lý vũ trụ. Diệp Huyên hạ giọng, như vậy có đủ không? Tín công chúa, đừng xem thường người tài trong vũ trụ. Mỗi vũ trụ đều có vô số người tài giỏi, trật tự của chúng ta lại mới thành lập, đồng nghĩa với việc cho bọn họ một võ đài khổng lồ, để họ vui vẻ bán mạng cho. Tất nhiên sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề không thể tránh khỏi, nhưng ta có thể xử lý hết. Diệp Huyên cười hỏi, thật sao? Tín công chúa tròn mắt, ngươi không tin ta. Diệp Huyên lắc đầu, rất tin là đằng khác. Tín công chúa gật đầu, đang muốn nói thì bị hắn cướp lời. Nhưng trách nhiệm của cô sẽ còn nặng nề hơn. Tín công chúa ngạc nhiên. Diệp Huyên, ta muốn đánh sang vũ trụ song song, không bao lâu nữa toàn bộ vũ trụ ở đó đều sẽ do thư viện Quan Huyên cai quản. Tín công chúa, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, chắc. Tín công chúa im lặng với gương mặt đanh lại. Diệp Huyên có năng lực đánh chiếm toàn bộ vũ trụ, nhưng khả năng quản lý hết thì không có. Hắn bỗng hỏi, có người nào có thể một mình đảm đương một phía không? Tín công chúa nhìn hắn, chỉ có ta thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng nghe có chút khổ sở. Thật là, hiện nay bên cạnh hắn có quá ít người có thể một mình lo liệu một phương. Tín công chúa, hay là cứ đi từ từ thôi? Hắn lắc đầu, không được. Tín công chúa cau mày, gấp lắm sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không hẳn. Nhưng đây là những chuyện nên làm. Ta muốn tìm cách giải quyết chúng chứ không phải từ từ để đó. Tín công chúa im lặng một hồi rồi nói, thống trị vũ trụ không hề đơn giản, chỉ cần sơ suất là có thể khiến toàn vũ trụ hỗn loạn. Diệp Huyên gật đầu, chính xác. Những cường giả trong tiểu tháp luôn có thể giúp hắn chinh phục vũ trụ song song vô tận. Nhưng họ chắc chắn không biết quản lý nó. Đánh chiếm rồi còn phải có người quản lý. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Cần nhân tài. Rất cần người mới. Mà những người như vậy trong tay hắn hiện nay chỉ có bấy nhiêu, lại không ai có thể rảnh tay. Đau đầu thật. Tín công chúa chợt nói, người phải đi tìm người tài có thể một mình xử lý một phương. Diệp Huyên gật đầu, chỉ có thể làm vậy thôi. Như nghĩ đến gì, hắn hỏi, cô có thiếu tiền không? Tín công chúa lắc đầu, không. Diệp Huyên ngạc nhiên. Tín công chúa cười, yên tâm, ta không đi cướp đâu. Mỗi khi đến vũ trụ nào đó, ta sẽ đi tìm những bí cảnh xưa hoặc thăm dò linh mạch, nên quân ta tạm thời không thiếu thốn về tiền bạc. Diệp Huyên gật gù, thế thì tốt. Hắn đang sợ chuyện này, bởi bây giờ hắn chỉ còn lại mấy trăm nghìn mạt pháp tinh, nghèo rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu nhớ tới đám người ở thời đại mạt pháp. Bọn họ chắc chắn còn rất nhiều mạt pháp tinh. Tín công chúa nói, mấy nhân tài nòng cốt của ta thì không thể đưa sang cho ngươi được, nhưng ta đề cử một nơi này.
Diệp Huyên vội hỏi, nơi nào? Tín công chúa, Nguyệt Quốc. Diệp Huyên nhíu mày, Nguyệt Quốc. Tín công chúa gật đầu, một đất nước bị đế quốc cổ của ta tiêu diệt năm xưa, nhưng chưa hoàn toàn chết hết mà ẩn nấp ở Nguyệt giới. Hoàng đế đương nhiệm là Nguyệt Hoàng, tuy chưa gặp mặt nhưng dựa trên tư liệu chúng ta điều tra thì là một người rất có năng lực, đã khiến Nguyệt Quốc có dấu hiệu khôi phục trở lại. Ta vốn định lợi dụng đợt trinh phạt này để hoàn toàn tiêu diệt họ, nhưng nếu ngươi đã cần người thì xem ra phải gác suy nghĩ này lại rồi. Diệp Huyên, nếu ta thu phục họ về dưới trướng, có nghĩa là họ sẽ gia nhập thư viện, cô không có ý kiến gì sao? Tín công chúa cười đáp, không, dù sao người bị diệt quốc là họ, hơn nữa năm ấy ta không hề tham dự, nếu ai có ý kiến thì nên là họ mới phải. Chưa kể vũ trụ bao la vô ngần, thư viện quan huyên muốn thống trị nó, ta làm sao lại chỉ bó buộc với một quốc gia? Diệp Huyên im lặng nhìn nàng ấy, không nói lời nào. Tín công chúa, ta nói thật đấy. Hắn bèn gật đầu, những gì công chúa và hoàng thất hy sinh, Diệp Huyên ta sẽ khắc ghi trong lòng. Chừng nào thư viện quan huyên còn chưa ngã xuống, công chúa và đế quốc cổ sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tín công chúa, vậy ngươi có thể cho ta biết viện trưởng đời kế tiếp là ai không? Diệp Huyên lắc đầu cười, này thì ta chịu. Tín công chúa lắc đầu, ngươi hẳn cũng từng nghe câu một đời thiên tử, một đời thần tử. Bây giờ ngươi hứa hẹn cam đoan, nhưng sau này con trai ngươi có không làm theo thì cũng vậy, đúng không? Diệp Huyên gật gù, hình như là thế thật, tỉ như cha hắn hứa hẹn gì với người khác thì hắn cũng mặc kệ. Phỏng chừng con hắn sẽ không khác gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 258.